chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện tà thiếu dược vương của tác giả phương tưởng được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube truyện đêm khuya audio bộ truyện đã được dịch trọn bộ nhưng đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ mong rằng các bạn sẽ hài lòng khi nghe nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Nhưng mà ở sâu trong nội tâm hắn, hắn cứ là đứa thiếu niên không biết sợ kia. Cảm giác đã lâu tràn vào trong cơ thể hắn, tựa như hỏa lưu thiêu đốt, đốt cháy khát vọng ngủ say rất lâu trong huyết quản. Hưng phấn khó mà nói rõ bằng lời, như dòng điện ngách luồn lách tới mỗi ngóc ngách trên thân thể hắn, tiếng tim đập dồn dập như tim đập vừa rồi khiến hắn cảm thấy rất khẩn trương, hiện tại lại như dầu hỏa dẫn cháy, nó đốt lên ý chí chiến đấu, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hắn tựa như con rồng ngủ say vạn năm vừa mới bị thức tỉnh, khẩn cấp hướng tới thế giới này thể hiện ra ý chí đường thiên mở mắt bên trong con mắt thâm thúy đang bốc lên hỏa diễm thiếu niên như thần hắn nói với chính mình tựa như đối diện với sơn cốc ngoài tinh phong thành năm đó dùng hết sức lực toàn thân đốt cháy toàn bộ nhiệt tình không hề bảo lưu bất chấp tất cả nói ra đáp án chính mình muốn hừng hực sông tựa như gió bão bùng lên trong lòng hắn tựa như ánh nắng tràn đầy tựa như lúc thiếu niên vậy lúc này toàn bộ khẩn trương đều bị vứt lên chín tầng mây hắn bay lên trên không thương hội lại lần nữa mở ra thần trang, kim sắc dịch thể chảy dọc bên ngoài cơ thể hắn, tâm tình đường thiên lại lần nữa chìm đắm trong trạng thái độc hữu của thần trang. Trong nháy mắt thần trang mở ra, thánh viêm ở xung quanh lập tức như cá mập ngửi được mùi tanh, từ bốn phương tám hướng tụ lại. Nhưng mà tại lúc chúng nó sắp dính lên người đường thiên, tốc độ của chúng nó bỗng nhiên chậm lại, chúng nó mất đi mục tiêu. Mặt ngoài thần trang ngưng kết một tầng năng lượng cháo hơi mỏng, chính là tầng năng lượng cháo này đã ngăn cách khí thức của thần trang. Đường thiên nhìn chầm chầm thánh viêm cách đó không xa, thánh viêm mất đi mục tiêu, lần nữa trở nên thong thả thong rong, tựa như con sứa trôi nổi trong nước biển. Con mồi, trong mắt đường thiên hiện lên hàn quang, những thánh viêm như con sứa này, hồn nhiên không cảm thấy chúng nó đã trở thành con mồi trong mắt đường thiên. Trong lúc nghỉ ngơi vừa rồi, đường thiên vẫn đang hoàn thiện ý nghĩ của mình. Đem pháp tắc chiếu hình vào trong năng lượng, lại dùng âm khắc pháp tắc để hư hóa năng lượng, thay đổi tính chất năng lượng trên căn bản. Cái này đã thoát ly phạm trù kỹ xảo, tựa như thánh viêm đã không thể trở thành năng lượng, cũng không thể trở thành pháp tắc, nó là một loại lực lượng hoàn toàn mới trước đây chưa bao giờ xuất hiện, đây mới là chỗ lợi hại chân chính của đại trưởng lão. Sáng tạo một loại kỹ xảo và sáng tạo một loại lực lượng, hai cái hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cho dù linh năng lượng thể là sáng tạo độc đáo của Đường Thiên cũng không thể đánh đồng, linh năng lượng thể của hắn vẫn chưa thoát khỏi phạm trù huyết nhục chi lực. Trái lại thức tỉnh thần trang của Đường Thiên có mấy phần ý tứ? nhưng mà nó vẫn chưa phải chủng loại lực lượng hoàn toàn mới. Nếu như không phải đại trưởng lão làm chuyện phát dồ cực kỳ bi thảm như thế, chỉ bằng vào Thánh Viêm, đại trưởng lão tuyệt đối có thể danh truyền sử sách. Bây giờ Song Phương không chết không ngừng, tuy rằng Đường Thiên rất bội phục đại trưởng lão, nhưng mà lúc này cả đầu óc chỉ còn là làm thế nào đánh bại đối phương. Đại trưởng lão có tuyệt đối tự tin đối với Thánh Viêm của mình, toàn bộ bố cục của lão đều bố trí xoay quanh Thánh Viêm. Sự tự tin của lão không phải là tự đại, phải biết rằng phát triển Thánh Viêm nhiều năm như thế, chưa từng một ai phát hiện bí mật của Thánh Viêm. Vô luận là trưởng lão của Thánh Điện hay là địch nhân của Thánh Điện, các hào môn địa phương, bọn họ đều cho rằng Thánh Viêm là bí truyền của Thánh Điện, mà đại trưởng lão tu luyện là tinh thâm nhất. Đại trưởng lão đại khái làm sao mà ngờ được trên thế giới này vậy mà lại còn có quái thai như Đường Thiên. Ở trong lòng Đường Thiên vô cùng bội phục đại trưởng lão, nhưng mà hắn không biết, trong mắt người khác hắn cũng là một loại quái thai. Linh năng lượng thể pháp tắc tôi rèn thể, thức tỉnh thần trang, thần trang binh đoàn, đều là một tay hắn sáng tạo ra. Từng trải qua các loại lực lượng kỳ quái, độ hiểu biết của đường thiên về năng lượng đã khác trước đây nhiều. Khi người khác tràn đầy e sợ với thánh viêm thì hắn đã minh bạch nguyên lý của thánh viêm, hắn rất tán thán với thánh viêm và đại trưởng lão. Đúng vậy, chỉ có tán thán, không có e sợ. Hắn đối diện thánh viêm, không có chút có cóng chân tay. Thánh viêm làm cho hắn tán thán, sự cân đối kỳ diệu và ảnh hưởng lẫn nhau tràn đầy mỹ cảm không gì sánh bằng là kiệt tác trong lịch sử nhân loại nhưng cái này cũng không thể trở thành lý do khiến hắn e sợ trên đời chưa từng có lực lượng vô địch bất cứ lực lượng gì đều sẽ có khuyết điểm và điểm bị khắc chế có thể bổ dưỡng hồn tướng là năng lượng đã hư hóa đường thiên chưa chăm chú nghiên cứu hồn tướng nhưng mà trên người hắn có rất nhiều hồn tướng hắn đối với hồn tướng cũng có lý giải của riêng mình theo ý nghĩa nào đó mà nói Hồn tướng cũng là một loại hư hóa nào đó. Cái này cũng là vì sao hồn tướng vô pháp trực tiếp hấp thu năng lượng để lớn mạnh bản thân. Năng lượng đã hư hóa cần lưu lại, mà hư cấu pháp tắc bên trong thánh viêm thì phải loại bỏ. Vừa rồi Đường Thiên vẫn đang suy nghĩ, pháp tắc hư cấu bên trong thánh viêm rốt cuộc là pháp tắc gì. Tuy rằng trong nháy mắt thánh viêm va chạm với thần trang, hắn thấy được hư cấu pháp tắc bên trong thánh viêm, nhưng mà toàn bộ quá trình quá ngắn, hắn chưa thấy rõ ràng rốt cuộc là pháp tắc gì hiện tại hắn đột nhiên hiểu được đó chính là quang minh pháp tắc hình chiếu của quang minh pháp tắc không có khả năng là pháp tắc khác chỉ có có thể là quang minh pháp tắc bởi vì bọn họ là thánh điện thánh viêm của đại trưởng lão là phát triển từ thánh viêm của thánh điện mà ra một điểm này vừa rộng mở trong sáng khiến rất nhiều điểm trong đầu đường thiên cũng thoáng cái đều thông thánh viêm phổ thông của thánh điện hắn đã từng nghiên cứu đối với quang minh pháp tắc đã có lý giải quang minh pháp tắc thuần túy mà bá đạo nhưng thân thể Đường Thiên đã trải qua vô số pháp tác rèn luyện, động tác kế tiếp của hắn khiến mọi người thất kinh. Hắn ném ra một thẻ hồn tướng. Đây là một thẻ hồn tướng hoàng kim, nó đứng cách Đường Thiên ba trượng, lơ lửng giữa không trung, im lìm bất động. Động tác của Đường Thiên rất nhanh, từng đạo kim quang từ hắn bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, xung quanh hắn đều là thẻ hồn tướng, thuần một sắc thẻ hồn tướng hoàng kim. Tròn một trăm cái thẻ hồn tướng hoàng kim lẳng lặng lơ lửng ở xung quanh hắn giống như có vô hình chi lực ước thúc chúng nó. Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, may mà mình mang đủ nhiều thẻ hồn tướng hoàng kim. Những thẻ hồn tướng này đều là Tì Ba chuẩn bị cho hắn. Thiên lộ bởi vì xuất hiện lượng lớn thánh giả, cùng với chuyện cơ quan binh đoàn thịnh hành nên giá cả thẻ hồn tướng hạ xuống rất nhiều. Đại Hùng Tọa bây giờ cũng là tài đại khí thô, các loại tài nguyên dự trữ phong phú, thẻ hồn tướng hoàng kim cũng dự trữ số lượng không ít. Tì Ba cẩn thận, lần trước khi Đường Thiên về Tam Hồn Thành nàng chuẩn bị cho đường thiên rất nhiều thứ có thể sử dụng được, trong đó trọng điểm chính là thẻ hồn tướng, thẻ hồn tướng hoàng kim tới 100 cái. Thẻ hồn tướng hoàng kim dày đặc chi chít lơ lửng ở xung quanh đường thiên, kim quang lòe lòe, tựa như một làn sóng nước kim sắc. Vị trí của thẻ hồn tướng đã được đường thiên tỉ mỉ sắp xếp, không có một cái nào đụng tới thánh viêm. Trở về phải cảm tạ tỷ ba một, đường thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ huy A Tín và Tiểu Nhiên, tất cả đều đứng ở ngay phía dưới hắn và thẻ hồn tướng, sau đó bảo tất cả bọn họ đều khoanh chân ngồi. Mọi người làm theo đường thiên, tất cả đều tiến nhập vị trí của mình, mọi người không tự chủ an tĩnh lại. Thân ảnh kim sắc giống như chiến thần trên bầu trời, xòe hai tay lên cao. Chương 928: cáo biệt, lấy thánh điện làm trung tâm, khu vực vòng tròn bán kính 15 dặm, 12 cái trụ phán xử phân bố đan sen. 12 danh hồn tướng kỵ sĩ, từng người đến trước một trụ phán xử. Tại trước mặt hỏa trụ phóng lên cao, bọn họ nhìn qua rất nhỏ bé chỉ cần ngọn lửa cuốn qua bọn họ sẽ bị thôn phệ, thiêu đốt đến mức ngay cả bụi cũng không còn. Bọn họ không trần trừ, cùng lúc bước vào hỏa trụ, trong nháy mắt thân thể liền tiêu thất tại trong hỏa trụ. Tô phỉ nhìn bọn họ bước vào trong thánh viêm cuộn trào mãnh liệt, bèn than thở một tiếng, cũng không tiếp tục do dự mà bước vào hỏa trụ trước mặt. Thân hình nàng bị thánh viêm nhấn chìm, nàng không biết vài ngày sau đi ra mình sẽ biến thành bộ dáng gì, có còn nhớ chắc không? Còn nhớ mọi người không? Có lẽ không nhớ mới tốt đó. Khi một điểm quang minh sau cùng tiêu thất, nàng triệt để đặt mình trong thế giới kim sắc. Thánh viêm chảy, tản ra khí thức thần thánh. Không biết vì sao, loại khí thức thần thánh này lại thân thiết như thế ấm áp như thế. Thân thể của nàng không chịu khống chế mà muốn chạm vào thánh viêm kim sắc, không chịu khống chế muốn thả người nhảy vào vòng tay phiền ấm áp này. Tựa như từ chỗ sâu trong thân thể nàng có thanh âm đang không ngừng nói với nàng, chỉ cần hiến dâng toàn bộ cho phiền ấm áp này, toàn bộ bàng hoàng và mờ mịt của nàng lúc này đều sẽ có được đáp án, toàn bộ bi thương lúc này và mất mát đều sẽ được cứu rỗi. Con mắt tô phỉ trong suốt như nước, nàng nhìn kỹ hải dương kim sắc trước mặt, trong lòng nàng yếu ớt than thở. Quá khứ đều đã qua đi, mất đi cũng đã mất rồi, có cứu hay không cứu thì có quan hệ gì. Ngay cả lý do để sống mình cũng chỉ còn lại có một lý do này mà thôi. Nàng thả người nhảy, nhảy vào trong phiến thánh viêm chi hải kim sắc kia. Phía xa xa, ánh mắt đại trưởng lão Thủy Trung dừng lại trên người tô phỉ khi lão ta nhìn thấy tô phỉ do dự và trần trừ tự dưng hừ lạnh một tiếng hàn khí xung quanh tràn bốn phía đến tận khi nhìn thấy tô phỉ cũng tiến vào hỏa trụ lão ta mới xoay người ly khai lão đi dọc theo thánh điện chống trải lão bước đi kiên định mỗi một bước đều nặng tựa thiên quân đạp trên mặt đất làm hỏa tinh bắn tung tóe những tiếng vọng não nề không làm lão ta có bất cứ trần trừ và cảm khái gì mắt lão ta nhìn thấy thánh điện chống trải trong óc lại tưởng tượng sau này nơi đây phồn vinh náo nhiệt cỡ nào Tân Thánh Điện sẽ thống trị toàn bộ thế giới, vô luận là thánh vực hay là thiên lộ, tất cả đều thuộc về Thánh Điện. Một Thánh Điện cường đại trước đó chưa từng có, sinh ra trong tay lão. Một thời đại vĩ đại sắp sinh ra từ trong tay lão. Lão tin tưởng vô cùng vững chắc, hỏa diếm kim sắc dừng lại tại trước mộ trác, nhìn chăm chú mộ bia, khí tức đau thương bao phủ toàn bộ mộ địa. Đáng tiếc, người không thấy được cái thời đại vĩ đại này. Tiếng thở dài từ trong hỏa diễm vang lên, chỉ vào lúc này, trong thanh âm đại trưởng lão mới có một phần già nua và đau thương. Lão dừng lại tại trước mộ rất lâu, đến tận khi màn đêm buông xuống. Màn đêm buông xuống, Thánh Châu vẫn sáng như ban ngày, Thánh Viêm chảy trên bầu trời tản ra quang mang kim sắc thần thánh, đuổi hắc ám đi. Tiếng than thở nhẹ bấng, hỏa diễm chậm rãi tách ra, một lão giả gầy từ trong hỏa diễm đi ra. Trên khuôn mặt không giận tự uy, tất cả đều là đau thương. Tướng mạo của đại trưởng lão tại thánh điện luôn luôn là bí mật, người từng thấy hình dáng đại trưởng lão đều đã là vài thập niên trước, lúc đại trưởng lão còn trẻ. Sau khi bắt đầu nắm quyền, lão ta liền không lộ dung nhan ra nữa. Thân thể xám xịt nửa trong suốt, đại khái ai cũng không ngờ đại trưởng lão vững vàng nắm giữ trí cao quyền lực của thánh điện, hóa ra là một gã hồn tướng. Lão ta vuốt ve mộ bia, nhẹ giọng than thở, hài tử A, nghỉ ngơi nhé. Dứt lời, lão xoay người xài bước rời đi, thánh viêm kim sắc lại bao phủ thân hình lão. Lão hướng về phía trung tâm thánh điện, tế đàn ở trung tâm thánh điện là đồng bọn trung thực nhất, hợp tác tin cậy nhất, tháp phỉ trưởng lão đang đứng ở nơi đó. Hắn cũng như thường ngày, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, thánh bảo bạch sắc gọn gàng trật tự như mới. Đại trưởng lão nhìn chăm chú bạn núi khố, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói, người không cần phải như vậy. Có cái gì mà cần phải hay không cần phải? Tháp phỉ cười khẽ một tiếng, hơi hơi không người, ta không còn bao nhiêu năm nữa, Xin cho ta vì ngài cống hiến một chút lực lượng sau cùng đi. Thanh âm đại trưởng lão mơ hồ có chút kích động, người có thể trở thành hồn tướng, tuy rằng cơ hội không cao nhưng mà tối thiểu còn có cơ hội, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Thỉnh cho phép ta ích kỳ, thần thái Tháp Phỉ bình tĩnh, mệnh lệnh của ngài ta vô pháp vi phạm, vô luận trả cái giá gì ta đều nguyện ý chịu. Chỉ là, dính đầy tiên huyết và tội nhiệt khiến ta mất dũng khí đối với sinh mệnh sau này. Chúng ta là chính nghĩa, Tháp Phỉ ngươi đang hoài nghi sự nghiệp của chúng ta sao chỉ có quét sạch hết thảy chướng ngại chúng ta mới có thể trùng kiến thánh điện ngươi đã quên thệ ngôn chúng ta đã phát ra lúc tuổi còn trẻ sao ngươi đã nói người muốn cùng ta kề vai chiến đấu ngươi hiện tại lại phải ly khai ta tiên huyết tính là cái gì tội nghiệt tính là cái gì hỏa diễm quay cuồng đại trưởng lão kích động vô cùng như con bệnh tâm thần tháp phỉ mỉm cười cho nên ngài là đại trưởng lão ta là tháp phỉ a Ký ức thời trẻ như đèn kéo quân hiện lên trước mắt, trong lòng Tháp Phỉ ấm áp, hắn vẫn như bình thường, nghiêm chỉnh cúi người hành lễ, xin cho Tháp Phỉ sau cùng vì ngài cống hiến sức lực một lần. Đại trưởng lão trầm mặc, hỏa diễm đột nhiên đình trệ, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thỉnh bảo trọng, Tháp Phỉ về sau vô pháp hầu hạ bên ngài. Trên mặt Tháp Phỉ nở nụ cười tươi ấm áp, thánh viêm kim sắc toát ra từ thân thể hắn vô thanh bập bùng. Từ đầu đến cuối, hắn thủy chung vẫn mỉm cười, không có nửa điểm thống khổ khi một luồng hồn phách sau cùng bị thiêu đốt hầu như không còn, kim sắc hỏa trụ phóng lên cao. Căn hỏa trụ này tráng kiện hơn tất cả, thánh viêm cuộn trào mãnh liệt. Ngươi là tên nhu nhược, đồ nhút nhát, ngu xuẩn, hỏa diễm màu vàng kim đột nhiên quay cuồng, âm thanh đại trưởng lão tức giận mắng, mắng mắng, bỗng im bặt, trong hỏa diễm chỉ còn lại có tiếng nức nở. Phải rất lâu, chỉ còn hỏa diễm phần phật, trong hỏa diễm, một thân ảnh mơ hồ ngây ra nhìn hỏa trụ tráng kiện. Bỗng nhiên, đại trưởng lão nhấc chân, sải bước đi đến hỏa trụ. Tháp phỉ, ta mới đúng, ta nhất định có thể trùng kiến thánh điện, ta nhất định sẽ thống trị thiên hạ. Chờ xem, tháp phỉ, thân ảnh bước vào hỏa trụ tiêu thất, lời nói như đinh đóng cột, phiêu đáng trong gió tịch liêu. Tại Bạch Tuyết Thành, trên không mai tư phỉ nhĩ đức thương hội. Thẻ hồn tướng Hoàng Kim lơ lửng ở không trung hợp thành một phiến vòng tròn kim sắc. Trên kim hoàn, đường thiên giang hai tay, tựa như muốn ôm lấy bầu trời. Thẻ hồn tướng dưới chân hắn tỏa ra kim quang chói mắt, kim quang ngưng thực cơ hồ nhấn chìm thân hình đường thiên. Không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa, chúng nó dọc theo kim hoàn bắt đầu lưu động, màn gió nhàn nhạt thành hình tại xung quanh kim hoàn. A tín tiểu nhiên ở phía dưới ngửa mặt nhìn hiếu kỳ, thủ đoạn như vậy bọn họ chưa nhìn thấy tận mắt. Bỗng nhiên, điểm điểm kim mang rơi vãi, tựa như hoa tuyết kim sắc trông rất đẹp mắt. A tín đưa bàn tay ra, cố gắng muốn tiếp lấy những quang điểm này, nhưng mà quang điểm lọt qua cái bàn tay hắn, rơi xuống mặt đất. Điểm điểm kim mang, rơi xuống mặt đất, mặt đất nhiễm một tầng kim mang nhàn nhạt, nhạt, Dần ra, càng ngày kim quang rơi vãi càng nhiều, tiểu nhiên thì thầm, trên mặt đất có đồ án. A tín vội vàng cúi đầu, quả nhiên, kim mang không phải vung vãi mặt đất, mà là phát họa trên mặt đất một đồ án thập phần phức tạp. A tín di một tiếng, trên mặt hắn lộ ra mấy phần kinh sợ, đồ án trên mặt đất có điểm nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp ở đâu rồi. Cảm giác quen thuộc của quái này chợt lóe rồi biến mất, khi hắn tỉ mỉ suy tư cũng nghĩ không ra, hắn cố nén kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng, nhưng vào lúc này từ phía trên truyền xuống thanh âm đường thiên, đợi chút nữa có thể sẽ khá thống khổ, các ngươi phải nhịn đó. A tín nhạy cảm chú ý tới điểm bất đồng của đường thiên khác với bình thường, thanh âm vẫn là thanh âm của đường thiên nhưng khá hở hứng. Thời gian bọn họ tiếp xúc với đường thiên không ngắn, đối với đường thiên có lý giải cơ bản, bình thường đường thiên là một người tương đối nhiệt tình. A tín và tiểu nhiên liếc nhau, đều chú ý tới vẻ nghiêm trọng và kinh hãi trong mắt của nhau. Thực lực đường thiên hai người đã âm thầm từng thảo luận qua, hai người bọn họ liên thủ cũng không chắc là đối thủ của đường thiên. Hai người đều là người thông minh, đường thiên biểu hiện càng không giống với bình thường tức là tình huống càng phức tạp, đường thiên phải chịu áp lực càng lớn. Hơn nữa hai người từng thấy đường thiên tu luyện thông thường, sức lực liều mạng kia khiến hai người bội phục phục sát đất. Bọn họ chưa từng nghe thấy đường thiên kêu khổ gọi mệt, ở trong lòng bọn họ, đường thiên tuyệt đối có thể gọi là khối xương số rách. Thế mà hiện tại, sương cứng số rách nói với bọn họ tiếp theo sẽ có điểm thống khổ bảo bọn họ chịu đựng làm gì không khiến bọn họ biến sắc a tín nuốt nuốt nước miếng hắn rất muốn hỏi rõ rốt cuộc là thống khổ cỡ nào biểu hiện của tiểu nhiên thì bình thản hơn rất nhiều nàng chỉ nắm chặt chảm mã đao của mình tốc độ màn gió càng lúc càng nhanh nó tựa như một vòng xoáy thật lớn sản sinh hấp lực cường đại thánh viêm ở bốn phía đều bị hấp dẫn dồn dập áp sát bên này kim mang trải thành đồ án ở dưới chân lần thứ hai bùng sáng quang mang lên Bọn họ giống như đặt mình tại trong một mảnh vòng xoáy kim sắc. Câu Ngọc ở trong xó xỉnh vốn thủy chung không nói một lời, chợt ngước khuôn mặt điên đảo chúng sinh của nàng lên, biểu hiện tràn đầy hoảng sợ giống như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ. A Tín cuối cùng nhớ được, đồ án hắn cảm thấy quen thuộc rốt cuộc là cái gì. Tại nơi binh đoàn đóng quân trước đây có rất nhiều năng lượng ốc. Hắn còn chưa hiểu rõ năng lượng ốc dùng tại nơi đây có ích lợi gì, nhưng mà hắn đã ý thức được không ổn, hắn cuống quyết hô to, "Uy uy uy, ta kỳ thực là tham mưu!" tham mưu A, tham mưu là tầng lớp cổ cồn A, tầng lớp cổ cồn không lên tiền tuyến A. Âm thanh than khóc bị tiếng rít ô ô nhấn chìm, thánh viêm bị cuốn vào bên trong kim hoàn do thẻ hồn tướng hoàng kim hợp thành, chúng nó tựa như bỗng nhiên trở nên sung sướng, tần suất hỏa diễm nhảy lên nhanh hơn rất nhiều. Khu vực này có thứ gì đó hấp dẫn chúng nó, mỗi một thẻ hồn tướng đều tản ra khí thức của hồn tướng. Hồn tướng và thánh viêm đều là kết quả sen vào giữa hai loại hình thái, cho nên hai loại có thể dung hợp cực kỳ tốt sở dĩ vì cái gì đại trưởng lão đặt kỳ vọng ở trên hồn tướng vì thánh viêm sẽ không bài xích mà dung hợp hoàn mỹ với nó hồn tướng của thánh điện hấp thu thánh viêm rất thoải mái hai cái có độ phù hợp cực cao có thể hấp thu không mất công chút nào hồn tướng của thánh điện đều là do quang minh kỵ sĩ chuyển hóa thành quang minh kỵ sĩ đã tu luyện từ mấy chục năm trước thánh viêm tựa như một bộ phận thân thể của bọn họ bọn họ chuyển hóa làm hồn tướng phần bản năng này được bảo lưu mà a tín lại không giống hữu dụng đối với đám A tín là bộ phận năng lượng hư hóa này. Mà pháp tác chiếu hình bên trong thánh viêm lại tựa như độc dược. Nếu như bọn họ cưỡng ép hấp thu, rất có khả năng bất chi bất giác trở thành hồn tướng của thánh điện. Nhưng mà đường thiên đã tìm ra phương pháp, chương 929, áp lực, biện pháp, hố. Thánh viêm có kết cấu cực kỳ ổn định, hư cấu pháp tác và hư hóa năng lượng đạt trạng thái cân đối xảo diệu. Sự cân đối này cực kỳ ổn định, giữa hai cái ảnh hưởng lẫn nhau cực kỳ lớn muốn trực tiếp từ trong thánh viêm bóc tách ra hư cấu pháp tắc cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Dù cho chính đường thiên cũng vô pháp làm được điểm này. Bởi vì thần trang của hắn có thể điều khiển pháp tắc tuyến, nhưng mà đối với pháp tắc tuyến hư cấu thì lại bất lực. Trước đó, đường thiên chưa từng thấy hư cấu pháp tắc và hư hóa năng lượng. Đường thiên nghĩ đến một biện pháp khác, nếu đã không có cách nào khiến hai thứ chia liệt, vậy thì phá sự cân đối giữa hai cái. Phương pháp là đột phá hư hóa năng lượng, làm cho va chạm với hư cấu pháp tắc hai cái va chạm sẽ dẫn đến chúng nó đồng thời mai một đường thiên có thể làm được hư hóa năng lượng thuần túy thánh viêm đáng khen ngợi nhất là suy nghĩ và sáng ý của nó chứ không phải là kỹ xảo của nó đối với pháp tắc và năng lượng phá hư cũng dễ dàng hơn nhiều so với xây dựng đương nhiên sẽ không có thoải mái lắm đâu nhưng trung quy là một biện pháp khả thi cũng là biện pháp duy nhất đường thiên có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn về phần phong hiểm thời điểm này đường thiên cũng không quản được nhiều như vậy rồi Thánh viêm từ bốn phương tám hướng bị cuốn tới, khí thức hồn tướng trên thẻ hồn tướng Hoàng Kim hấp dẫn chúng nó. Khí thức của thẻ hồn tướng Hoàng Kim đối với chúng nó đầy lực hấp dẫn. Đường thiên hết sức chăm chú khống chế tiết tấu, khi con số thánh viêm tràn vào đã đạt đến đến 100, màn gió liền ngăn cách khí thức lại. Thánh viêm đang vào tới, bị mất đi mục tiêu, tốc độ đột nhiên giảm xuống, phiêu phù như sứa ở ngoài ngoài màn gió. Bên trong màn gió, 100 luồng thánh viêm tản ra, phía trên mỗi một thẻ hồn tướng hoàng kim đều lơ lửng một luồng thánh viêm. Kim quang của thẻ hồn tướng bao phủ thánh viêm, khí tức đặc thù của hồn tướng khiến thánh viêm cơ hồ đứng im, ngay cả tốc độ hỏa diễm nhảy lên cũng chậm lại, chúng nó bị khí tức của hồn tướng hấp dẫn. Đường Thiên nhìn tình cảnh phía dưới, cho đến tận bây giờ, tất cả đều trong sự không chế. Nhưng mà khảo nghiệm chân chính sẽ bắt đầu ở bước kế tiếp. Xòe hai tay ra, Đường Thiên tỉ mỉ thể hội pháp tắc tuyến phân ly trong không trung. Bỗng nhiên, trong mắt hắn sáng lên một mặt hàn quang, mười ngón bỗng dưng thu lại, chụp vào trong không trung, thải mang sáng tối bất định phút chốc xuất hiện tại bàn tay hắn. Từ cái này có thể thấy hắn đã tiến bộ, trước đây, hắn chỉ có thể dùng thần quyền để tụ tập pháp tắc tuyến. Mà hiện tại, hắn đã có thể cực kỳ thong dong dùng các loại thủ pháp chụp lấy pháp tắc tuyến phân ly trong không trung, sự tiến bộ này là toàn diện. Trong trạng thái thần trang, độ mẫn cảm với pháp tắc của đường thiên đạt đến tình trạng khiến người ta khó mà tưởng tượng, nhìn từ một điểm này, Thức tỉnh thần trang do đường thiên sáng tạo ra cường đại không kém hơn Thánh Viêm. Đường Thiên sử dụng thần trang không chỉ để chiến đấu, trong con mắt hắn, năng lực điều khiển mẫn cảm và tinh tế đến cực hạn đối với pháp tắc, tác dụng lớn không phải là chiến đấu, mà là tu luyện. Năng lực điều khiển pháp tắc mẫn cảm và cường đại có nghĩa hắn có thể thực hiện các loại thử nghiệm khác nhau, đây mới là điểm lợi hại nhất của thức tỉnh thần trang. Các thử nghiệm khác nhau để biết quan hệ giữa các loại pháp tắc có trợ giúp cực lớn đối với việc lý giải pháp tắc. Ưu thế này ngay cả đỗ khắc có được pháp tắc lĩnh vực vẫn không thể làm được nếu như đỗ khắc biết rõ diệu dụng của thức tỉnh thần trang chỉ sợ chảy nước miếng ròng ròng đặc điểm của thức tỉnh thần trang không có trợ giúp quá lớn đối với việc lý giải một loại pháp tắc nào đó nhưng mà đối với việc lý giải quan hệ giữa các pháp tắc lý giải bổn nguyên pháp tắc lại có tính ưu việt không gì sánh bằng nếu có một ngày đường thiên có thể biết rõ ràng bản chất của pháp tắc hắn có thể sáng tạo ra pháp tắc thuộc về mình đó là lĩnh vực mà nhân loại chưa từng đạt đến được rồi hiện tại đường thiên cách cái này xa vạn dặm xa không thể với nhưng mà hiện tại hắn sử dụng để cảm ngộ lý giải đối với pháp tắc sinh tử tồn vong tại trước mắt tiềm năng con người kích phát đến cực hạn thời điểm này dễ dàng đột phá nhất lấy chiến dưỡng chiến tuy rằng cực kỳ nguy hiểm nhưng là một loại lý niệm được rộng khắp tán thành nhưng linh quang chợt lóe tại thời điểm sinh tử tất cả đều là thành lập trên cơ sở bình thường kiên trì không ngừng khổ luyện không có tích lũy thâm hậu mà muốn tại thời điểm sinh tử chợt lóe linh quang, đó là người si nói mộng. Đường thiên nắm pháp tắc tuyến trong tay lập tức khiến cho thánh viêm chú ý, thánh viêm vốn phiêu phù ở phía trên thẻ hồn tướng Hoàng Kim, lập tức trở nên sao động. Bỗng nhiên thẻ hồn tướng Hoàng Kim tăng vọt Kim quang, thánh viêm sao động đột nhiên cứng đờ. Pháp tắc tuyến trong tay đường thiên hơi hơi tối sầm, mặt ngoài chúng nó bám vào một tầng năng lượng. Hai tay đường thiên run lên, pháp tắc tuyến được năng lượng bao vây từng sợi căng thẳng, giống như từng mũi tên nhọn đâm vào trong thánh viêm. Suy suy suy, năng lượng bao phủ pháp tắc tuyến cấp tốc tan giã, hư hóa năng lượng và năng lượng là tử địch. Trước lúc năng lượng tan giã hầu như không còn, pháp tắc tuyến va chạm vào hư ảnh ở trung tâm thánh viêm. Thánh viêm bị kiềm hãm, hư cấu pháp tắc tuyến hiển hiện, một sợi pháp tắc tuyến cắm thẳng vào hạch tâm chúng nó. Không có bất cứ thanh âm gì, hư cấu pháp tắc và pháp tắc tuyến đâm vào trong nháy mắt mai một, thánh viêm tựa như côn trùng bị rút đi xương cốt, lại như ngọn nến cháy không có bắt đèn chậm rãi chảy tan ra Trong nháy mắt, thánh viêm tản ra liền biến thành từng cái quang điểm trong suốt Đây mới là hình thái chân chính của hư hóa năng lượng Không có hư cấu quang minh pháp tắc, hư hóa năng lượng thuần túy trong suốt vô sắc Mỗi cái quang điểm đều là hình cầu tiêu chuẩn, như từng hạt bi trong suốt Chúng nó xuyên thấu tầng kim quang do thẻ hồn tướng tỏa ra, trút xuống như hạt mưa Quang điểm rơi vào trên thân hồn tướng, lập tức thâm nhập vào thân thể bọn họ tinh thần các hồn tướng tự dưng rung lên. Đám người A tín tiểu nhiên rất vui, bọn họ có thể cảm thụ được thân thể đang lớn mạnh. Không cần hắn phân phó, toàn bộ hồn tướng đều bận rộn tiếp lấy từng điểm hư hóa năng lượng. Nhưng mà hư hóa năng lượng quá nhiều, bọn họ tiếp nhận không ít, nhưng có rất nhiều rơi vãi trên mặt đất. A tín có chút bối rối, không có gì thống khổ A, à, cũng không có gì cần phải nhịn một chút A. À. Lần đầu tiên thành công, lòng tin đường thiên tăng lên nhiều, động tác trên tay càng lúc càng quen thuộc, phía trên số lượng thánh viêm tràn vào tăng vọt. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến việc hư hóa năng lượng rơi vãi càng ngày càng dày đặc, đám người A tín tựa như đứng dưới cơn mưa tầm tả. A tín há miệng, biểu tình hưởng thụ đến cực điểm, cái này dễ chịu A, hắn cảm thấy mình một vạn năm này quả thực sống quá uổng rồi. Tuy nhiên hắn còn bảo lưu một tia thanh tỉnh, hắn còn chưa quên đường thiên nhắc nhở. Lẽ nào cô ra nhắc nhở bọn họ là ăn no thống khổ sao? Ai nha, vậy thì thật có điểm khó nhịn A, ha ha tiểu nhiên đứng bên cạnh cũng cảm thấy rất thoải mái nhưng mà khóe mắt nàng nhìn thấy biểu tình hèn mọn của a tín nàng suýt nữa nhấc chân lên đạp cho ra hỏa này bay thật xa nhưng mà cân nhắc đang ở thời điểm mấu chốt nàng đè nén nhẫn nhịn nỗ lực tiêu hóa bổ sung hư hóa năng lượng a tín không chú ý tới dưới chân hắn hoa văn như năng lượng ốc mà hắn cảm thấy quen thuộc đang tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt hư hóa năng lượng như mưa nện xuống mặt đất cơ hồ trong nháy mắt liền thấm xuống hư hóa năng lượng thấm vào mặt đất từ mặt đất thấm vào trong màn gió. Khi mặt đất hút hư hóa năng lượng vào, màn gió bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa, màn gió vốn hơi mỏng, bây giờ lại như một tầng màng nước. Nhưng mà bởi bên trong màn gió mưa tầm tả, chẳng ai chú ý tới biến hóa của nó. Màn gió có hư hóa năng lượng gia nhập khiến lực hấp dẫn thánh viêm tăng nhiều, thánh viêm ở xung quanh tràn vào với tốc độ bạo tăng. Đám A tín cảm giác trực quan nhất, nếu vừa rồi là mưa xối xả, hiện tại bọn họ tựa như dưới thác nước sung kích. Quả thực quá sung sướng a à nha nha thật sự là qua thống khổ a à, no đến thống khổ dễ chịu đến thống khổ a à, ha 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 a tín cảm giác mình quả thực sắp bay lên rồi cảm giác này thực sự quá sung sướng chưa bao giờ có a à. suy một lũ tiếng xé gió cực nhỏ nhưng bên trong cột nước đã nhẹ không thể xét tới thân thể a tín đột nhiên cứng đờ một cảm giác đau đớn từ bắp đùi lan tràn toàn thân gây ra phải mấy giây hắn mới có phản ứng phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế tiểu nhiên phản ứng nhanh hơn a tín nhiều cơ hồ đồng thời, đại đao nắm chặt trong tay dựng thẳng tại trước mặt. Nhưng một màn kế tiếp khiến nàng rất cảm thấy bất ngờ, kiếm mang vậy mà lại trực tiếp chìm vào đại đao của nàng, sắc nhọn chi ý đâm vào quanh thân nàng tê dần. Vô số hư hóa năng lượng biến thành kiếm mang, từ trong màn gió bắn nhanh ra. Suy suy suy, cơ hồ toàn bộ hồn tướng đều trúng chiêu, những kiếm mang do hư hóa năng lượng biến thành này đều mang theo khí thức cực kỳ sắc nhọn, mỗi một danh hồn tướng đều cảm thấy mình cơ hồ bị cắt xén. A tín chẳng thể nào ngờ được, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Kiếm mang càng ngày càng nhiều, chúng nó thậm chí còn dày đặc hơn mưa, được màn gió tác động, chúng nó cao tốc xoay tròn, khiếu âm bén nhọn trở nên trầm thấp, càng nhiếp tâm hồn người, khiến người ta rợn tóc gáy. Kiếm mang cao tốc chuyển động, tựa như một cối say đầy gai nhọn. Kiếm y sắc nhọn từ bốn phương tám hướng nghiền áp tới, tiểu nhiên cảm giác mình sắp bị mài nhỏ. Nàng thậm chí cảm giác thân thể của mình bị cắt thành mảnh nhỏ, đau nhức toàn tâm, nhưng chưa kịp hôn mê, hư hóa năng lượng lại không ngừng bổ túc chữa trị thân thể của nàng. Như thế trùng lập luân hồi, không có phần cuối. Trong đầu óc phát mộng của A Tín chỉ có một ý nghĩ, hỗn đản, cái gã ra hỏa kia nói là thật. Nếu như hạc hoặc là lăng húc tại đây thì nhìn một cái là có thể nhận ra được, kiếm qua gió bão. Đây là kiếm qua gió bão trước đây đường thiên làm mọi người sợ đến chết khiếp A. Tại đại hùng tọa, năm đó đường thiên có thể hoàn thành kiếm qua gió bão, vì đó được công nhận. Đương nhiên, mọi người còn kể say xưa với nhau là chuyện đường thiên kêu rên thảm thiết liên tục mấy tháng liền, tiếng kêu thê lương bi thảm kia thực sự là nghe thương tâm người nghe rơi lệ a. À. hai tử a, à, người nhìn đi ngay cả bệ hạ vì nhận thành tựu đã phải trả giá lớn như vậy, các người có tư cách gì sợ đau sợ mệt? có thảm cũng thảm bằng bệ hạ sao? có đau cũng đau bằng bệ hạ sao? biết rõ binh đoàn đại hùng tỏa chúng ta vì cái gì đánh đầu thắng đó không? năm đó tướng sĩ dưới trướng bệ hạ mỗi ngày chuyên môn đứng bên ngoài gió bão nghe bệ hạ kêu rên mà rơi lệ đầy mặt, từ đó biết tự phê mà gan dạ, quyết chí tự cường, trở thành tinh nhuệ vô địch dưới trướng bệ hạ. Đây là câu nói phổ biến nhất mà dân chúng đại hùng tọa dùng để khích lệ đám trẻ con, nếu như đường thiên biết rõ, hắn mới là người rơi lệ đầy mặt, cái gì mà sau khi biết tự phê thì gan dạ. Những gia hỏa kia rõ ràng là có chút hả hê, hàng ngày chạy tới nghe mình kêu thảm thiết, căn bản chính là vì kiếm chút niềm vui a. À. Nhưng mà nếu như A Tín biết rõ những điều này, hắn bò cũng phải bò ra khỏi màn gió, đánh chết cũng phải bò. Đáng tiếc hắn không biết, kiếm qua gió bão là ý nghĩ đường tiên chợt nảy ra, bởi vì hắn cảm thấy số lượng thánh viêm thực sự quá nhiều, hắn liền suy nghĩ làm thế nào mới có thể lợi dụng được nhiều thánh viêm như vậy cho tốt. Lúc đó hắn nghĩ đến kiếm qua gió bão, kiếm qua gió bão vốn có tên gọi là kiếm qua phong bạo rèn hồn pháp, rất thích hợp với đám A tiến tiểu nhiên. Dầm dầm dầm, so với kiếm qua gió bão của đường thiên lúc đó, kiếm qua gió bão do hư hóa năng lượng cấu thành trước mắt này thanh thế đáng sợ hơn dù sao mật độ năng lượng tại tròm sao chỗ đường thiên lúc đó căn bản vô pháp đánh đồng với thánh châu huống chi hư hóa năng lượng phải cường đại hơn nhiều so với phổ thông năng lượng kiếm qua gió bão càng cường đại có nghĩa đau đớn càng mạnh liệt có nghĩa tiếng kêu rên thảm liệt hơn khiếu âm trầm thấp mà nhiếp tâm hồn người vô pháp che giấu tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế ở bên trong đám người cát trạch sợ đến mặt không còn chút máu kỳ thực lúc đó khi đường thiên nhắc nhở đám người a tín đám cắt trạch liền có điểm nhìn có chút hả hê bọn họ rất rõ ràng tiêu chuẩn cân nhắc sự thống khổ của đại nhân đáng sợ cỡ nào nhịn một chút nói ra từ trong miệng đại nhân đáng sợ bao nhiêu a bọn họ nghe bên trong vọng ra tiếng kêu rên lập tức là biểu tình quả nhiên như thế nhưng mà tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên càng ngày càng thê lương bọn họ cũng tự dưng vô cùng lo sợ sắc mặt trắng bệch bên trong rốt cuộc đã phát sinh cái gì Đại nhân đến tột cùng đối với đám người A Tín làm cái gì? Vì sao bọn họ đau đớn như thế? Trên mặt thiên huệ lộ ra vẻ không đành lòng, ánh mắt nàng nhìn chầm chầm vào trong phong mạc vòng xoáy. Nàng biết rõ đường thiên nhất định có phương pháp đặc biệt gì đó, nhưng mà nghe thấy mấy gia hỏa này kêu thảm thiết thì nhịn không được, trong lòng không ngừng cầu khẩn, các người nhất định phải kiên trì A. Làm cho mọi người chấn động hơn nữa là vòng gió xoáy đang không ngừng biến lớn, thánh viêm cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới vòng gió xoáy càng lúc càng lớn, âm thanh kiếm rít cũng càng ngày càng rõ ràng. Kiếm, mọi người có chút nghi hoặc không lý giải được, chỉ có tư mã tiếu đâm chiêu, bỗng nhiên hai mắt sáng lên dị dạng quang mang, buột miệng nói ra kiếm qua gió bão. Lúc trước, đường thiên là đối tượng hắn quan tâm trọng điểm, đại sự kiện phát sinh tại đại hùng tòa cơ bản hắn rõ ràng chi tiết. Chuyện kiếm qua gió bão, hắn đã nghiêm túc điều tra. Ngay từ đầu khi nhìn thấy màn gió, hắn chưa nghĩ đến, khi hắn nghe được tiếng kiếm giết càng ngày càng rõ ở bên trong, hắn lập tức nhớ lại trước mặt là cái gì. Kiếm qua gió bão, thiên huệ quay mặt, nhịn không được hỏi, đúng vậy, chính là kiếm qua gió bão. Tư mã tiếu giải thích, nó xuất phát từ kiếm qua phong bạo rèn hồn pháp, là một loại pháp môn lợi dụng kiếm ý để ma luyện võ hồn. Cái này vào tay đường thiên thì phát dương quang đại, kiếm qua biến thành kiếm qua phong bạo, khi đường thiên ở đại hùng tỏa đã từng tu luyện, sau cùng còn lợi dụng nó giết chết thánh giả khi thiên huệ nghe thấy đường thiên đã từng tu luyện rồi nhịn không được run lên kiếm qua rèn hồn pháp rất ít người tu luyện bởi vì người tu luyện cần chịu cực lớn đau đớn được gọi là luyện hồn pháp tàn khốc nhất không ngờ đường thiên vậy mà lại dày vò ra kiếm qua gió bão đáng sợ hơn nữa đau đớn trong đó căn bản vô pháp tưởng tượng được cho là vượt quá cực hạn nhân loại phải chịu đường thiên có thể có thành tựu hiện tại thực sự là khiến người ta không thể không phục trong ngôn ngữ của tư mã tiếu tràn đầy cảm khái và bội phục tiếp xúc với đường thiên càng lâu, người lại càng khó có định ý với hắn. Thiếu niên như thần, mặt sau bốn chữ này ướt đẫm không biết bao nhiêu mồ hôi và tiên huyết, chịu đựng chính là bao nhiêu thống khổ và tĩnh mịch. Người như vậy, người ngay cả đố kỵ cũng khó mà có. Tuy rằng thiên huệ biết rõ mấy năm nay đường thiên nhất định ăn rất nhiều vị đắng, nhưng lúc này nghe thấy tư mã tiếu nói như vậy thì cảm thấy không nỡ không thể nói ra. Được rồi, thiên ca ca cũng từng đau xót, vậy các người hãy hảo hảo hưởng thụ. Ngô, là cần nỗ lực lên. Lập tức Thiên Huệ không nhìn đám người a tín đang kêu thảm thiết nữa, ánh mắt nàng hướng tới phía trên gió bão, cái thân ảnh kim sắc mơ hồ kia, ánh mắt nhìn đăm đăm không rời. Đường Thiên không biết tình huống bên ngoài, chuyện gào khóc thảm thiết ở phía dưới hắn không có nửa điểm đồng cảm. So với năm đó mình ở bên trong sống không bằng chết, đám hỗn đản kia vậy mà lại ở bên ngoài nghe giải trí. Ha ha, hiện tại đến phiên mình hưởng thụ rồi. Được rồi, trên thực tế là Đường Thiên vội đến căn bản không có thời gian đi quản dù cho hắn có thức tỉnh thần trang trợ giúp nhưng vẫn chưa phải chuyện dễ làm số lượng thánh viêm thực sự quá nhiều nhiều đến nỗi khiến người ta giận sôi hắn hiện tại vô cùng hiếu kỳ đại trưởng lão rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu hồn tướng nhiều thánh viêm như vậy cần phải có bao nhiêu hồn tướng mới có thể hấp thu hết cái nghi vấn này chỉ chợt lóe qua trong đầu hắn áp lực hắn phải chịu rất lớn vượt qua hắn dự tính hắn bỏ sót một chi tiết trọng yếu một khi kiếm qua gió bão thành hình Bản thân nó có năng lực tự mình lớn mạnh không chịu khống chế. Hiện tại cục diện chính là như thế, kiếm qua gió bão không ngừng bành trướng lớn mạnh, hấp lực của nó cũng đang tăng cường với tốc độ kinh người. Tốc độ thánh viêm tràn vào cũng đang không ngừng biến nhanh, thánh viêm cần có Đường Thiên xử lý qua mới có thể hư hóa năng lượng. Một khi hắn không kịp xử lý, thánh viêm lẫn vào trong kiếm qua gió bão chuyển hóa thành kiếm mang, vậy đối với đám A Tín tiểu nhiên là nguy hại chí mạng. Đường Thiên hết sức chăm chú, toàn lực xử lý thánh viêm hiệu suất của hắn so với lúc ban đầu đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lượng thánh viêm khổng lồ cũng giúp hắn có được cực nhiều kinh nghiệm. Hiện tại hắn cơ hồ có thể đồng thời xử lý 500 luồng thánh viêm mà không có bất cứ sơ hở gì. Nhưng tốc độ tràn vào không ngừng gia tăng khiến hắn trả chút vui sướng, trái lại khiến hắn cảm thụ áp lực cứ gia tăng liên tục. Hắn cảm thấy càng ngày càng cật lực, hắn biết rõ cái này là tốc độ tiến bộ của mình không theo kịp tốc độ kiếm qua gió bão bành trướng. Nếu tiếp tục như vậy thì không được, trong trạng thái thần trang, Đường Thiên có mẫn cảm và bản năng đối với số liệu cực kỳ kinh người. Hắn rất lãnh tính, dựa theo tốc độ phát triển hiện tại thì chỉ cần 10 phút, mình sẽ bị thánh viêm tràn vào như thủy triều nhấn chìm, lúc đó sẽ xuất hiện điểm tới hạn, sẽ bắt đầu có cá lọt lưới. Cần phải thay rồi, Đường Thiên ý thức được điểm này. Áp lực cường đại như thế ngay cả ở trạng thái thần trang, Đường Thiên cũng có thể cảm thụ thấy cảm giác Thái Sơn áp đỉnh hít thở không thông. Bàn tay hắn không chậm lại chút nào, đầu óc đang cao tốc vận chuyển, làm sao bây giờ? giảm bớt tốc độ của kiếm qua gió bão thế nào đây? Cái ý nghĩ đầu tiên này liền bị đường thiên phủ định, thể thích kiếm qua gió bão hiện tại đã bành trướng đến mức cực kỳ khổng lồ. Cao độ đã kéo lên đến 120 mét, mà đường kính cũng đạt đến 50 mét, tựa như ngọn núi nhỏ rồi. Đồ vật khổng lồ như vậy ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải một mình hắn có thể chống lại. Vậy thì chỉ có thể tăng cường tốc độ xử lý thánh viêm, thế nhưng làm thế nào mới có thể đẩy nhanh hơn tốc độ xử lý thánh viêm chứ? phải có thêm nhiều pháp tắc tuyến, chỉ có nhiều pháp tắc tuyến mới có thể xử lý thêm thánh viêm. Thêm pháp tắc tuyến không khó, chỉ cần đường thiên thả lỏng áp chế thần trang, hắn có thể khống chế nhiều pháp tắc tuyến. Nhưng mà, pháp tắc tuyến càng nhiều thì yêu cầu điều khiển lại càng cao, mình căn bản vô lực đồng thời điều khiển nhiều pháp tắc tuyến như vậy. Lại nữa, không riêng gì số lượng pháp tắc tuyến còn phải xử lý thánh viêm vận chuyển. Đường thiên không buông bỏ, hắn toàn lực suy nghĩ, tỉ mỉ nhớ lúc xử lý thánh viêm, chắc trở nhất là cái gì. Chẳng mấy chốc, con mắt hắn sáng ngời, Thánh Viêm căm thù pháp tắc, hắn cần phải tại trên pháp tắc tuyến bao một tầng năng lượng, còn cần tầng năng lượng này không dày không mỏng để bảo hộ pháp tắc tuyến xuyên qua tầng ngoài của Thánh Viêm, mà lại không trở ngại đến việc va chạm hư cấu pháp tắc ở hạch tâm Thánh Viêm, khiến hai cái đồng thời biến mất. Cái này là một bước rất tiêu hao tâm lực, lại là một bước không thể thiếu. Làm thế nào mới có thể giảm thiểu sự tiêu hao trong bước này? Lập tức Đường Thiên ý thức được mình đã nắm được mấu chốt vấn đề. Bỗng nhiên, trong lòng đường thiên chợt động, nếu như hư hóa năng lượng biến thành kiếm mang bắn chúng thánh viêm sẽ có tình trạng gì? Hắn không chút do so dự, lập tức từ trong màn gió dẫn ra một đạo hư hóa năng lượng kiếm mang bắn về phía một luồng thánh viêm. Trong nháy mắt kiếm mang bắn chúng thánh viêm, phịch một tiếng bùng nổ, nổ thành vô số năng lượng trâu rơi xuống như một chùm mưa phùn. Đầu tiên đường thiên cả kinh, nhưng nhanh chóng đâm chiêu. Vừa rồi bị bắn chúng, hư hóa năng lượng của thánh viêm và kiếm mang đồng thời băng tán, nhưng mà hư cấu pháp tác bên trong hạch tâm thánh viêm vẫn bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng mà không có hư hóa năng lượng bảo hộ, nó triệt để lỏa lồ tại không trung. Nó là một lũ vũ khí hôi sắc còn nhỏ hơn tóc, tản ra khí tức tối nghĩa khó hiểu. Hư hóa năng lượng vỡ ra chậm rãi bay về hướng hư cấu pháp tác hạch tâm. Đường thiên không ngăn cản, mà tỉ mỉ quan sát toàn bộ quá trình. Hư hóa năng lượng phân ly trong không trung, chậm rãi tụ về phía hư cấu pháp tác hạch tâm, một lát sau, một luồng thánh viêm lại xuất hiện tại trước mắt đường thiên. Thánh viêm vừa tân sinh nhạt hơn trước khi bị bắn trúng một chút, hỏa diếm cũng nhỏ hơn một ít. Đường thiên như ngộ ra, lại dẫn dắt kiếm mang bắn trúng luồng thánh viêm này, quá trình giống như đúc vừa rồi lại được trình diễn. Đường thiên trùng lập thử nghiệm mấy lần, mỗi chi tiết đều nhìn cực kỳ tỉ mỉ, cuối cùng cũng rõ ràng. Kiếm mang là có hư hóa năng lượng cấu thành, khi bắn trúng thánh viêm, bởi hai cái có thuộc tính năng lượng tương đồng cho nên không phát sinh hiện tượng mai một mà kiếm mang mang theo lực lượng dẫn đến kết cấu song phương đồng thời vỡ nát hư hóa năng lượng và hư cấu pháp tác hạch tâm trong thánh viêm bị chia lìa nếu như không có ngoại lực khác tác dụng hư cấu pháp tác hạch tâm sẽ sản sinh hấp dẫn đối với hư hóa năng lượng chúng nó sẽ lại cấu thành thánh viêm mà nếu có ngoại lực tác dụng thì sao chứ đường thiên lại thử nghiệm giống như lần trước hư cấu pháp tác hạch tâm lại trơ ra giữa không trung mà lần này đường thiên khống chế một sợi pháp tác tuyến bắn chúng hư cấu pháp tác hạch tâm im hơi lặng tiếng hai cái đồng thời mai một quả nhiên giống như mình nghĩ a à, con mắt đường thiên dị thường sáng ngời hắn đã tìm ra biện pháp hắn chỉ cần từ trong màn gió dẫn kiếm mang tới lợi dụng kiếm mang đánh nát thánh viêm thì có thể dễ dàng khống chế pháp tắc tuyến làm hư cấu pháp tắc mai một con số hư hóa năng lượng trong màn gió vô cùng vô tận có nghĩa con số kiếm mang cũng vô cùng vô tận kể từ đó tốc độ hắn xử lý thánh viêm sẽ bạo tăng đến một tình trạng kinh người nhưng mà nếu quả thật làm như thế vậy thì có nghĩa hắn phải đối diện với những kiếm mang này con số kiếm mang kinh người vậy chẳng phải là mình phải lại kinh lịch một lần kiếm qua gió bão đã từng thê thảm lần trước cho dù là đã qua lâu rồi cho dù là tại trạng thái thần trang thân thể đường thiên cũng tự dưng run rẩy vừa rồi hắn còn có chút hả hê với tình cảnh đám người a tín trong nháy mắt mình cũng rơi xuống hố trong nháy mắt đường thiên lại có xung động rơi lệ nhạt nhòa chuyện tàn khốc nhất thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi chương 930, quá ngu xuẩn. Đường thiên trải qua rất nhiều tu luyện gian khổ, sớm nhất là trăm vạn lần cơ sở vũ kỹ, đến hỏa liêm quỷ trảo mài sắt vân vân, vô luận tu luyện cái gì đều tuyệt đối không được thoải mái. Nhưng mà lưu lại ám ảnh lớn nhất trong lòng hắn, tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai thì chỉ có kiếm qua gió bão. Hắn thừa nhận kiếm qua gió bão có hiệu quả tu luyện cực kỳ xuất sắc, nhưng dù là như vậy, hắn cũng tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai. Ngay cả dũng khí nghĩ lại thôi hắn cũng không có, đoạn thời gian kia hắn làm thế nào sống sót chính hắn cũng không biết hắn không chắc lắm lần thứ hai còn có thể sống nổi hay không tâm tính như vậy xuất hiện trên người hắn khá là hiếm thấy phải biết rằng hắn tuyệt đối không phải một kẻ nhát gan nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ mình vậy mà lại thật phải nếm lại kiếm qua gió bão hơn nữa độ khó lần này lớn hơn lần trước đã không phải chỉ chịu đựng là được mình cần phải duy trì cao độ chú ý khống chế pháp tắc tuyến bắn chúng hư cấu pháp tắc hạch tâm bị lộ ra cái vụ này thật sự ngoại trừ cười gượng ra cũng chỉ có là gượng cười, ngay cả sự lãnh tĩnh trong trạng thái thần trang cũng vô pháp ngăn cản hắn cười a. À. thế nhưng không có lựa chọn nào khác a. À. thời gian cứ thế trôi, đường thiên cảm thụ rõ ràng áp lực tăng lên, hắn biết không thể tiếp tục kéo dài. hít sâu một hơi, con mắt đường thiên lần nữa khôi phục bình tĩnh, còn có một mặt kiên định. nếu đã tránh cũng không thể tránh, vậy thì đến đi. hai tay đường thiên đột nhiên lại lần nữa mở ra, màn gió ở bốn phía ầm ầm bạo phát vô số kiếm mang tựa như hạt mưa bùng ra. Oanh, cường liệt thống khổ từ các cái bộ vị trên thân thể đồng thời truyền đến, đường thiên cảm thấy mình giống như bị một con song lớn nhào tới hung hăng vỗ chúng, hắn cảm thấy có chút khó mà hô hấp, cái đầu trợt mộc, xuất hiện một trống không nhất thời. Nhưng mà hắn biết rõ mình là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cơ hồ đồng thời, hắn cắn lên đầu lưỡi mình. Vị ngọt lan tràn tại trong miệng, thần chí hắn rồi đột nhiên tỉnh táo lại, mình bạch lúc này không phải thời điểm để mình đờ ra chỉ là trong nháy mắt lượng lớn thánh viêm đã bị ầm ầm đánh tan, hư cấu pháp tắc hạch tâm lộ ra. cố nén sự đau đớn cùng mất cảm giác trên thân thể, hai tay đường thiên điều khiển pháp tắc, tựa như ném lao bắn chúng những hư cấu pháp tắc hạch tâm phiêu phù ở trong kiếm mang thánh viêm kia. vô số pháp tắc và hư cấu pháp tắc hạch tâm đồng thời mai một. suốt cuộc có bao nhiêu kiếm mang đường thiên cũng không biết rõ, suốt cuộc có bao nhiêu thánh viêm bị đánh nát đường thiên cũng không biết rõ. Hắn chỉ là toàn lực đánh nát những hư cấu pháp tắc hạch tâm xuất hiện tại trong tầm mắt hắn, điên cuồng mà đánh nát. Sự đau đớn trên khắp người là rõ ràng như thế, hơn nữa hoàn toàn bất đồng với đau đớn lần trước, đau đớn lần này lộ ra âm hàn chi ý nhẹ nhẹ. Nhưng âm hàn chi ý này cũng không dày đặc, nhưng mà có sức thâm nhập cực sâu. Đường Thiên cảm giác toàn thân mình đã sắp đông cứng, nhưng mà hắn biết rõ, cổ âm hàn chi ý này là trực tiếp rót vào trong hồn phách mình, cơ nhục huyết quản của mình vẫn tốt như thường, không có chút vết tích đông cứng không biết có phải hay không từng có một lần kinh nghiệm, lần này tuy rằng đau đớn cũng rất cường liệt, nhưng mà cũng không như đáng sợ như tưởng tượng. Một lát sau, hắn cảm thấy mình bắt đầu từ từ quen cường độ như vậy, duy độc của âm hàn chỉ ý cơ hồ muốn đem hồn phách hắn làm đông lại là khiến hắn có điểm thống khổ. Hắn thậm chí còn có thể có một tia dư lực, suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ là nguyên nhân từ hư hóa năng lượng, kiếm mang đều là do hư hóa năng lượng biến thành, tự nhiên sẽ mang theo đặc tính của hư hóa năng lượng, Chẳng lẽ đây là đặc tính của hư hóa năng lượng? Trong lòng Đường Thiên bỗng nhiên nảy mạnh, kiếm qua gió bão lần trước rèn luyện chính là võ hồn, vậy kiếm qua gió bão lần này rèn luyện cái gì? Được rồi, kỳ thực Đường Thiên đối với những điều rối loạn trên thân mình đều không rõ. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, cũng có chút mong đợi, hiện tại thân thể hắn đã rèn luyện đến cực hạn, nhưng hồn phách các loại gì gì đó vẫn là điểm khiến hắn đau đầu. Bởi vì sự tồn tại của tiểu nhị, phương diện này hắn có khác biệt rất lớn với người bình thường ông già tốt nhất đừng tự tìm đến chưa từng nghe thấy người cha nào động tay chân với hồn phách của con trai chính mình làm cho hắn vô pháp tiếp thu là chuyện ở trong lòng ông già tiểu nhị mới là chính tuyển hừ hừ khoản nợ này chúng ta rốt cuộc phải tính toán rõ ràng tìm cơ hội lôi tiểu nhị ra đánh một trận ai nha sẽ không đánh hắn nữa tâm tình không tiện đánh tiểu nhị đường thiên hồn nhiên đã quên mình là đang suy nghĩ cái gì nhưng chẳng mấy chốc tiếng kêu thảm thiết liền bạo phát từ trong miệng hắn hắn cảm thấy mình quả thực là miệng quả đen mình vừa mới cảm thấy lần này không đủ đau a à. mình đây là bị cái gì a à? t hắn đột nhiên hít vào một hơi khuôn mặt cứng đờ sắc mặt trắng bệch nơi một kiếm này cắm đến là ai nha má ơi tư tư tê hỗn đản thiếu chút nữa có cá lọt lưới ai u a a a tiếng kêu thảm thiết không rước bên tai hắn căn bản không khống chế được mà kêu lên thảm thiết thân thể đau đớn không đúng là đau đớn tác dụng trực tiếp ở hồn phách Đầu óc hắn bỗng nhiên hiện lên tu tư trưởng lão giấy ruộa trong thánh viêm, nhất là chàng diện hồn phách giấy rựa, tuy rằng yên lặng vô thanh nhưng mà chỉ cần là người nhìn thấy một màn kia, đều sẽ cảm thụ được sự đau đớn đó đáng sợ. Hiện tại, hắn cảm nhận được rồi, hắn cảm giác hồn phách mình đang vặn vẹo, đang run rẩy. Nhưng mà lúc này, hắn không thể dừng lại được, dù cho linh hồn đau đớn đến run rẩy, hắn cũng không thể dừng lại. Nếu không xử lý thánh viêm một khi bỏ sót để hóa thành kiếm mang thì sẽ khiến đám người a tín bị đánh tan đường thiên điên cuồng mà dùng pháp tắc tuyến tiến công hư cấu pháp tắc hạch tâm dường như chỉ có điên cuồng mới có thể giúp hắn miễn cưỡng tập trung tinh thần hắn cảm giác đầu óc mình đang từng điểm chết lặng thần thái con mắt hắn dần dần ảm đạm nhưng mà động tác không chậm chút nào hắn tựa như một cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi mà thu gặt kiếm qua gió bão tựa như một khí cầu thổi căng lấy tốc độ kinh người mà căng lên số lượng kiếm mang cũng tăng vọt với tốc độ kinh người đau đớn cũng đang tăng vọt tốc độ thánh viêm tràn vào tăng vọt mà số lượng hư cấu pháp tắc hạch tâm đường thiên cần phải giết chết cũng tăng vọt hư hóa năng lượng cũng tăng vọt vừa rồi hư hóa năng lượng giống như thác nước dội xuống hiện tại đám người a tín đã như bơi tại trong nước biển sai rồi không phải bơi là chìm trong biển a tín cảm thấy mình như cái khí cầu hư hóa năng lượng chen vào theo các bộ vị trên thân thể hắn đúng vậy chính là chen vào ngay từ đầu bọn họ còn cần tự mình hấp thu hiện tại bọn họ không muốn hấp thu nhưng mà hư hóa năng lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng cưỡng ép chen vào thân thể họ hắn cảm thấy mình thực sự là ngu xuẩn cực kỳ vừa rồi mình biết sẽ có thống khổ vì ăn no vậy mà mình còn cười hắn muốn khóc hắn bị sự xuẩn của mình làm khóc rồi hiện tại hắn thật sự cảm thụ được thống khổ kiếm mang tựa như đang lăng chỉ cắt thịt hắn thống khổ vì ăn no là cảm thấy mình lúc nào cũng có thể nổ tung loại thống khổ không phải người này khiến hắn muốn hôn mê. Hắn thật hy vọng mình có thể hôn mê, nhưng mà hắn căn bản không có cơ hội. Hư hóa năng lượng tựa như nước biển chảy ngược, liều mạng dồn đống vào bên trong thân thể hắn. Từng sợi từng sợi, tựa như kim đâm, toàn thân đều ghim đầy kim đau đớn, toàn thân đều bị tước thịt đau xót, toàn thân đều căng lên đau xót, duy nhất có một điểm giúp hắn tương đối an ủi là cơn đau rất đều đều. Dựa theo lẽ thường, đau đớn cực độ như thế, A Tín phải hôn mê mất đi ý thức lâu rồi. Nhưng mà hư hóa năng lượng không ngừng chen vào lại không ngừng chữa trị thân thể hắn, cơ hồ là vết rách vừa mới xuất hiện, nó liền khép lại. Sau đó lại nứt vỡ, sau đó lại khép lại, như thế trùng lập tuần hoàn, không ngừng nghỉ. Điều A Tín có thể làm là kêu thảm thiết, ngay cả kêu thảm thiết cũng không chịu bản thân mình khống chế. Mình vậy mà lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế. Vì vậy, tiếng hắn kêu càng thêm thương tâm, cường liệt đau đớn khiến hắn chụp bắt tất cả những gì có thể nắm lấy, hắn không biết lấy ra bất tử kiếm từ lúc nào hai tay nắm chặt chuôi kiếm hắn không chú ý tới chuyện bất tử kiếm tựa như cồn cát khô cạn đang tham lam thôn phệ hư hóa năng lượng lão đường lão đoàn trịnh trọng mai táng mục chi hà đương nhiên trên chiến trường tự nhiên không có cúng bái hành lễ gì cái gọi là trịnh trọng chỉ là có một khối mục bài mặt trên viết năm chữ mục chi hà chi mộ lão đường bỗng nhiên sợ run cả người di sao lại thấy lạnh lão đoàn liếc hắn một cái không làm chuyện gì xấu không sợ quỷ gõ cửa. Lão đường lập tức run lên, nói, đã quên ngươi chính là quỷ. Lão đoàn không hề cử động, người thì ngay cả quỷ cũng không bằng. Ấu chỉ, ngu ngốc, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, tranh cãi như vậy chẳng có ý nghĩa, hai người đều tập mãi thành quen. Mục chi hà đáng tiếc thực, lão đoàn bỗng nhiên mở miệng, toàn bộ binh đoàn đều đáng tiếc, đều là một đám binh tốt ra. Ánh mắt hắn nhìn những binh sĩ tế bái trước mộ mục chi hà, nhịn không được cảm khái hàng ngàn hàng vạn hắn là tướng quân cổ hủ có cảm tình đặc biệt đối với binh sĩ nên rất không thích gặp trường hợp như trước mắt này trên người những binh lính này nào thấy được nửa điểm tinh khí thần của binh đoàn thiên hạ đệ nhất khuôn mặt bọn họ tiều tụy nhãn thần trống rỗng giống như cái xác không hồn lão đường cũng tự dưng than thở hãy chờ xem thánh điện đi ngược như thế bọn họ làm vậy là tự chịu diệt phong ai cũng không cứu được thánh điện thần muốn khiến cho diệt phong tất nhiên khiến cho điên cuồng bọn họ điên cuồng như thế đến lúc diệt phong rồi vĩ dã quan châu không qua được lão đoàn thản nhiên nói lão đường quay mặt lại có chút không cam lòng hỏi không có cách nào sao hiện tại chỉ có thể cường công nhưng mà thương vong sẽ cực kỳ lớn lão đoàn có chút bất đắc dĩ nói hùng quan như vậy thủ thành còn là gia á am hiểu phòng thủ chúng ta không có cơ hội ta có thể dẫn bọn hắn mạo hiểm nhưng mà không thể dẫn bọn hắn chịu chết lão đường trầm mặc Hắn kỳ thực cũng biết những đạo lý này, bằng không dã nhân đại quân cũng sẽ không bị chặn kín tại nơi này lâu như vậy mà không tiến thêm được tí nào. Nhưng mà hắn nghe thấy đáp án này, không che giấu được thất vọng. Hắn vốn đang cảm thấy mấy phần may mắn, cảm thấy trình độ lão đoàn cao như vậy, nói không chừng có biện pháp gì tốt. Lão đoàn cũng không biết nên nói cái gì, an ủi người vốn không phải chuyện hắn am hiểu. Cục diện như vậy, xác thực đã không phải dựa vào mưu kế mà có thể có tác dụng. Các danh tướng sợ nhất chính là cục diện như vậy. Nhưng vào lúc này, một gã binh sĩ tế bái xong, chân cao chân thấp đi tới. Hộ vệ ở xung quanh đang muốn ngăn cản lại, lão đoàn ra hiệu cho đi. Đại nhân, chúng ta có biện pháp tiến vĩ giã quan châu. Binh sĩ quần áo tả tơi, khuôn mặt gầy gò, viền mắt lõm sâu, chỉ có cặp con mắt kia chiết xạ ra cửu hận thấu xương. Hai người sửng sốt, vô thức liếc nhau, bọn họ đều nhìn đến vẻ mừng như điên trong mắt nhau. chương 931, sự phẫn nộ của Đỗ Khắc. Nghiên cứu hồi lâu thánh viêm, Đỗ Khắc Đại Thể đã hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng chỉ có bội phục. Ở pháp tắc lĩnh vực, hắn thuộc vào hàng đại sư thứ thiệt, hiếm có ai được hắn bội phục. Một là đường thiên, đường thiên lợi hại không ở độ cao thâm đối với pháp tắc lĩnh vực, là hắn có thể với tư thế phá hoại coi rẻ hết thảy pháp tắc. Đường thiên không để ý hạng pháp tắc nào có cái tác dụng gì, hắn ngang ngược không biết lý lẽ nắm hết thảy pháp tắc trong tay. Ở pháp tắc lĩnh vực, đường thiên giống như bạo chúa, thức tỉnh thần trang của hắn chính là pháp tắc lao tù người sáng tạo thánh viêm đi một con đường khác trong tay người này biến hóa pháp tắc và năng lượng khiến người ta thán phục giống như gã phù thủy trong pháp tắc lĩnh vực biết kéo chúng vào trong bóng tối bốn chữ hóa thật là hư ở trên tay người này đạt đến đỉnh cao giả lập pháp tắc hư hóa năng lượng khác loại mà xảo diệu cân bằng như tác phẩm nghệ thuật tỏa ra vẻ đẹp khó có thể hình dung đỗ khắc thán phục liên tục so với đường thiên dốc hết toàn lực ngang ngược không biết lý lẽ thánh viêm ẩn chứa sự tinh xảo mà tràn ngập vẻ đẹp cân bằng hiển nhiên đáng để thưởng thức và yêu thích thánh viêm mỹ diệu đã trải qua muôn vàn thử thách có thể tưởng tượng người sáng tạo trả giá biết bao nỗ lực hiện tại hắn mới phát hiện trước đây bản thân đánh giá thấp thánh điện thánh điện gốc rẽ sâu bền thực sự làm người ta kính nể thế nhưng dù gì hắn là người đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực khi đã hiểu nguyên lý lập tức có thể tìm tòi điểm quan trọng nắm giữ pháp tắc lĩnh vực hắn đứng ở thế bất bại ở vùng lĩnh vực này hắn chính là thần Thánh viêm là sen giữa hình thái pháp tắc và năng lượng, nhưng dù gì cũng chưa thoát ly phạm chủ pháp tắc và năng lượng. Quanh người hắn bốc lên một tầng hỏa diễm đỏ tươi, theo thời gian trôi, hỏa diễm đỏ tươi dần dần nhạt đi, từ đỏ tươi biến thành màu hồng, rồi gần như vô sắc. Hỏa diễm chuyển thành vô sắc, bản thân diễm chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, dường như có thể tắt bất kỳ lúc nào, cũng không tỏa ra nhiệt độ. Đây chính là hỏa diễm đỗ khắc căn cứ thánh viêm mô phỏng lại, tuy rằng độ cân bằng kém xa thánh viêm tinh diệu muôn vàn thử thách, thế nhưng về mặt tính chất hai cái không có gì khác nhau. Nó cũng là giả lập pháp tác hạt nhân và hư hóa năng lượng. Đỗ khắc chưa thỏa mãn, so với thánh viêm màu vàng kim, hắn mô phỏng hư viêm còn rất thô nhám. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử nghiệm tạm thời, chờ trận chiến này kết thúc, bản thân có thể chậm rãi nghiên cứu. Toàn thân bao phủ ở trong hỏa diễm trong suốt đỗ khắc nhảy vào trong biển lửa thánh viêm màu vàng kim. Trước mắt toàn một màu vàng, tất cả thánh viêm đều bị hỏa diễm trong suốt quanh người hắn đẩy ra bên ngoài ý tưởng thì chính xác rồi hắn không cảm nhận bất kỳ áp lực nào đến từ thánh viêm hư viêm tuy rằng không hòa với thánh viêm làm một thể thế nhưng khí thức tương đồng làm cho thánh viêm không phát động công kích đối với đỗ khắc thánh viêm coi hư viêm dính trên cơ thể đỗ khắc là đồng loại biện pháp đỗ khắc không phải là xảo diệu đơn giản trực tiếp nhưng đúng điểm mấu chốt người sáng tạo thánh viêm hiển nhiên không quên sự tồn tại của tội vực mục tiêu thánh viêm nhằm vào đồng thời là năng lượng và pháp tắc thế nhưng đối phương tuyệt đối không thể ngờ thế giới này có người có thể phá giải bí mật thánh viêm nhanh như thế đồng thời tìm ra lỗ thủng đỗ khắc thản nhiên bay về phía trước thánh viêm cuồn cuộn vô biên vô hạn trên đường vẻ thản nhiên trên gương mặt đỗ khắc biến mất thay vào đó là sự căng thẳng lúc trước hắn chỉ là cho rằng thánh điện dùng thánh viêm đóng kín nhập hải khẩu thế nhưng chẳng mấy chốc hắn liền phát hiện số lượng thánh viêm quá nhiều so với hắn tưởng tượng khi hắn lao ra khỏi thánh viêm khắp nhập hải khẩu thì nhìn thấy từng cây từng cây cột sừng sững trên bầu trời sắc mặt của hắn triệt để thay đổi hắn nằm mơ cũng không thể ngờ bên trong thánh châu là cảnh tượng đồ sộ như thế tác phẩm của thánh điện thực sự lớn đến mức kinh người khi hắn liên tục bay về phía trước càng ngày càng cảm thấy không đúng không có một người ở thánh điện để tra hỏi thành thị đều biến thành quỷ thành không có một bóng người khắp nơi có thể thấy tàn bích gãy đổ và vết tích bị tan chảy vì nhiệt độ cao trên bầu trời trôi nổi lượng lớn thánh viêm, từng đóa từng đóa thánh viêm màu vàng kim, lại như từng đóa từng đóa bồ công anh vàng vàng, vô biên vô hạn. Thánh Châu đã xảy ra cái gì? Đỗ Khắc ngơ ngác, lẽ nào là đồ thành? Hắn ngẩng đầu lên nhìn cột lửa thô to và thánh viêm chảy trên bầu trời, còn có từng đóa từng đóa thánh viêm nổi bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt của hắn nhìn từng đóa từng đóa thánh viêm, mỗi một đóa thánh viêm không lớn, đa số chỉ bằng đầu ngón tay, to lớn nhất không vượt quá nắm tay nhưng số lượng hàng hà xa số, đếm không hết. Đỗ khắc ngơ ngác nhìn thánh viêm, những thánh viêm ly ti tức là người tu luyện cảnh giới rất thấp, số lượng nhiều như thế. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ đáng sợ thoáng hiện ở trong đầu của hắn, sẽ không phải. Đỗ khắc chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, lông tóc toàn thân lập tức dựng thẳng, run rẩy không kiềm chế nổi. Khi trở về thánh vực, suốt cả một đoạn thời gian hắn cảm thấy sinh hoạt của dân chúng thánh vực an nhàn hạnh phúc, cảm thấy sinh hoạt của dân chúng tội vực hoàn cảnh ác liệt tàn khốc. Thế nhưng tình cảnh trước mắt này đã đánh bay ấn đó. Thực sự, thực sự quá thảm, ở tội vực hắn đã gặp rất nhiều chuyện tàn khốc thế nhưng chưa từng gặp tình cảnh như thế này bao giờ, hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, phải điên cuồng cỡ nào mới làm chuyện điên rồ như thế. Sau khi khiếp sợ và sợ hãi, vẻ mặt hắn càng thêm nghiêm túc. Một kẻ địch điên cuồng như thế, nếu khinh địch và sơ sẩy thì khả năng bản thân chôn thây ở tại đây rất lớn. Đỗ khắc đẩy nhanh tốc độ, hắn tìm kiếm bóng dáng đường thiên khắp nơi. Hắn tin tưởng đường thiên không dễ dàng bị đánh bại, thánh viêm tuy rằng rất xuất sắc, thế nhưng đường thiên cũng không phải người yếu, đỗ khắc chưa từng thấy cường giả nào mạnh hơn đường thiên. Hơn nữa đường thiên vốn thiên tài trời sinh để chiến đấu. Hắn có bản năng chiến đấu như dã thú, khi chiến đấu đầu óc bình tĩnh nhạy cảm, hắn chính là máy chiến đấu mạnh nhất. So đỏ kỹ xảo, so đỏ cảnh giới, đường thiên đều có khả năng thua, thế nhưng đau thật thương thật chiến đấu, Đỗ Khắc nhất định không chút do dự cược phần thắng cho Đường Thiên, dù cho là bản thân cũng thế mà thôi. Đỗ Khắc hít sâu một hơi, trong lòng lại như có một đám lửa đang thiêu đốt. Chưa có lúc nào hắn khát vọng với thắng lợi của Đường Thiên như thế. Chưa có lúc nào, hắn khát vọng tham gia chiến đấu cháy bỏng như vậy. Dân chúng Thánh Châu là con dân thánh điện, sự sống chết của bọn họ chẳng chút quan hệ nào với hắn, thế nhưng hắn vẫn rất tức giận. Đúng, phẫn nộ, không gì sánh được, từ nơi sâu xa nhất nội tâm dâng lên sự phẫn nộ thánh viêm màu vàng kim khắp trời tỏa ra hơi thở thần thánh làm cho đỗ khắc cực kỳ căm hận. Tại thống soái tối cao Nam Minh Bộ, cơ hội tổng tấn công toàn diện đã chín muồi. Khác hẳn với thường này, ngày hôm nay chân tay binh không lúc nào yên được, hắn đứng ở phía trước địa đồ, khuôn mặt căng thẳng. Ánh mắt của hắn nhìn chư tướng, tuyệt đại đa số bọn họ đều còn rất non nớt khuôn mặt tuổi trung. Nhưng chính là những thiếu niên này, bọn họ lọc lõi trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, danh tiếng dần lên cao. Toàn bộ thánh vực, không có ai dám xem thường cả. Trong mắt bọn họ lóe lên một tia hưng phấn, thế nhưng gương mặt vẫn duy trì này chấn định. Tạ vô an suy tư, lần trước hắn cảm thấy tâm tình binh đại nhân có chút lạ lùng, mà hôm nay hắn triệt để chứng thực trong lòng suy đoán. Cơ hội tổng tiến công dưới cái nhìn của hắn chưa đủ chín mùi. Cho dù mạc tâm, thu hút hoa, cầu thành văn đao đều ngờ vực nhau thế nhưng bọn họ vẫn kiềm chế như cũ. Trong thánh điện đang hỗn loạn, mâu thuẫn trở nên gay gắt vẫn cần thời gian lên men, lúc này động thủ sẽ khiến kẻ địch đoàn kết phá lại vết rách tạ vô an tin rằng mình có thể nhìn rõ ràng thì nhất định binh đại nhân cũng thấy nhưng là binh đại nhân vẫn kiên trì làm như thế hiển nhiên có nguyên nhân không thể không làm như vậy mà ở nam minh có thể khiến binh đại nhân quyết đoán như thế chỉ có một người là thủ lĩnh nam minh đường thiên tạ vô an thậm chí có thể đại thể suy đoán đường thiên đại nhân có khả năng thân hãm hiểm cảnh mà binh đại nhân lợi dụng phương thức tổng tiến công để hấp dẫn sự chú ý quang minh châu giảm bớt áp lực cho đường thiên đại nhân hắn không phản đối mà ủng hộ quyết định của binh đại nhân tuy rằng hiện tại không phải thời cơ tốt nhất thế nhưng tầm quan trọng đường thiên đại nhân lớn hơn rất nhiều so với tổn thất chuyện này mang lại những lúc đường thiên đại nhân biến mất thông thường công tác đều được binh đại nhân đang xử lý binh đại nhân đặc biệt an bài công việc đều đâu vào đấy hiệu quả khiến thực lực nam minh tăng vọt về chất nếu nhìn như thế đường thiên đại nhân tựa hồ không tồn tại thế nhưng thành viên trọng yếu nam minh chân chính đều hiểu không ai thay thế được đường thiên đại nhân ở Nam Minh, binh đại nhân làm tốt thế nhưng vẫn không cách nào thay thế được đường thiên đại nhân. Tuy rằng đường thiên đại nhân không có mặt thế nhưng ảnh hưởng của hắn đối với Nam Minh chưa bao giờ ngừng. Trong lòng mọi người đều biết, binh đại nhân có thể thông qua một loại phương thức thần bí nào đó bắt được liên lạc với đường thiên đại nhân. Binh đại nhân là một thống xóa ưu tú nhưng không phải một vị thủ lĩnh xuất sắc. Tạ vô an nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút buồn bực, bình thường cũng không cảm thấy đường thiên đại nhân tồn tại a à. Tại sao trong ý nghĩ của bản thân vẫn cảm thấy Đường Thiên Đại nhân là một vị thủ lĩnh không tệ nhỉ? Tầm quan trọng của Đường Thiên Đại nhân đối với Nam Minh không thể nghi ngờ, vì đại nhân vất đi mấy binh đoàn cũng là tổn thất đáng giá. Nhưng nếu như đại nhân xảy ra điều gì bất ngờ, ưu thế chiến trường chính diện cho dù tốt nhưng đối với toàn cục không có tác dụng gì. Hơn nữa, trong lòng Tạ Vũ An vẫn có suy đoán không nói cho người khác biết, hắn hoài nghi đại nhân đã lẻn vào Quang Minh Châu. Từ các loại dấu vết hắn đoán ra được tỷ như binh đại nhân điều hành ở trên chiến trường chính diện, tựa hồ cố ý hấp dẫn sự chú ý quang minh châu. hắn luôn có cảm giác nếu như đường thiên đại nhân ở quang minh châu nhất định sẽ quấy cho quang minh châu long trời lở đất. được rồi, khả năng là nghĩ quá nhiều. tạ vô an vất những tạp niệm lung ta lung tung đi, hắn lại chú ý vào chiến cuộc, đại não cao tốc vận chuyển. dù ở thời điểm nào, hắn đều quan tâm tới hướng đi tiền tuyến. hiện tại tuy không phải thời cơ tổng tiến công tốt nhất, thế nhưng cũng không phải quá tệ. Hơn nữa nhìn ở góc độ khác, tình thế đối phương quả thực bết bát, nếu như bọn họ có thể thổi bay cái cọng cỏ kia trên chiến trường chính diện, có thể sẽ khiến Quang Minh Châu tan vỡ hoàn toàn. Con người của hắn bình tĩnh như nước bỗng lóe lên một vẻ hưng phấn hiếm thấy, máu tươi trong cơ thể như thể bị nhen lửa. chương 932, sự lựa chọn của hỏa gia hai hợp 1 Chỉ trong mấy ngày dường như tang đức lạp già đi hơn 10 tuổi, tóc đường hoa dâm biến thành trắng phau, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn rất nhiều. Vẻ trầm tĩnh và chấn định xưa nay biến mất chỉ còn nỗi buồn sâu sắc, lưng còng hẳn, lọm khọm già nua. Đứng bên lão, gương mặt hỏa lưu thương và mọi người đầy sầu khổ, những ngày qua bọn họ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Rất nhiều người cảm thấy mờ mịt, bọn họ đều không rõ vì sao cục diện ngày hôm nay lại tệ tới mức này. Mấy ngày trước, bọn họ còn nhìn thánh điện sẽ làm sao nếu không người hưởng ứng, nhìn tu tư trưởng lão một thân một mình tới bạch tuyết thành, cảm giác nắm chắc phần thắng tươi đẹp của bọn họ đến hiện tại vẫn như ký ức cố chưa phai. Thế mà trong chớp mắt, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhanh đến mức bọn họ đều không phản ứng kịp. Hết thảy ưu thế bị quét sạch sành xanh, bọn họ bị phong tỏa ở Thánh Châu. Đại trưởng lão phát điên, khiến bọn họ cảm thấy chân chính sợ hãi. Sự kiện tàn sát dân chúng cả một châu coi trời bằng vung như vậy mà Thánh Điện cũng làm được, Thánh Điện tuyệt đối không để bọn họ sống sót ra ngoài những chuyện xảy ra ở Thánh Châu phải vĩnh viễn trở thành bí mật không ai hiểu rõ. Bọn họ sắp trở thành đao phủ thủ, tội danh đồ diệt Thánh Châu khiến đời sau hổ thẹn. Được rồi, chuyện đời sau hổ thẹn không cần lo lắng, Thánh Điện sẽ không để đời sau còn sống sót. Đại trưởng lão có thể đồ diệt toàn bộ Thánh Châu, làm sao không biết nhổ cỏ tận gốc. Chuyện diệt tộc chẳng đáng nhắc tới so với những gì xảy ra ở Thánh Châu. Mấy ngày nay là cơn ác mộng, mỗi ngày đều có người bị Thánh Viêm nuốt chừng, nhìn đồng bọn của mình, ở trước mặt kêu rên mà chết, nhưng bọn họ không có biện pháp nào, là một sự dằn vặt đối với bất kỳ ai. Hiện tại ai bị nhiễm thánh viêm, đội hữu sẽ giúp hắn kết thúc sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh có thể kết thúc, còn hồn phách bị thiêu đốt đau đớn chẳng thể tránh được. Nhìn hồn phách ở bên trong thánh viêm điên cuồng dẫy dụa, ai nấy đều có thể cảm nhận được bên trong cái vắng lặng không hề có một tiếng động với những động tác điên cuồng ẩn chứa thống khổ cỡ nào. Sĩ khí xa sút đến mức tận cùng, bọn họ không nghi ngờ chỉ cần thánh điện có người tới chiêu hàng, hơn một nửa ngay lập tức sẽ phản chiến. Nhưng mà không có ai đến chiêu hàng, tất cả thánh điện đều như ngủ hết rồi. Điều này làm cho mọi người càng thêm khủng hoảng, nỗi dày vào chờ chết khiến người ta tan vỡ, hồn phách bị thôn vệ khiến cái chết êm đềm biến thành một hy vọng xa vời. Nơi đóng quân âm u đầy tử khí, tất cả mọi người đều mất hồn, con mắt chẳng có chút thần thái. Bỗng nhiên có người cao giọng gọi, mau nhìn, trên trời, tang nước lạp thẫn thờ ngẩng đầu, con người của hắn đột nhiên rụt lại, nếp nhăn đầy trên mặt xoạt cái trở nên trắng bệch. Rốt cục đã tới sao? Trong tầm nhìn của hắn, bầu trời trôi nổi lít nha lít nhít thánh viêm màu vàng kim, phảng phất bị cái gì đó hấp dẫn, đồng loạt chậm rãi di động về một hướng. Mấy ngày qua, đây là lần thứ nhất thánh viêm xuất hiện hiện tượng dị thường. Cái hướng kia, thánh điện, đó là phương hướng thánh điện, mạc diệt cốc la lên thất thanh, về phía thánh điện, tất cả mọi người trong lòng cùng chấn động, bọn họ không khỏi dồn dập đứng lên đến, dõi mắt viễn vọng trên bầu trời trôi nổi thánh viêm tất cả đều tập thể hướng thánh điện vị trí di động tuy rằng chúng nó tốc độ di động cũng không nhanh thế nhưng chúng nó xác thực đang di động phương hướng rõ ràng là thánh điện thánh điện xảy ra cái gì mọi người vẫn cứ nghi hoặc mãi thánh điện cách đây không quá xa nhưng cũng không gần cách đó mấy thành thị chúng ta đã thất bại thanh âm tang thương của tang nước lạp vang lên hắn đã bình tĩnh trở lại nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào mình hắn cười gượng gạo một tiếng còn có thể kém hơn bây giờ nữa sao những người khác sững sờ lặng người đúng a à, còn có thể kém hơn bây giờ nữa sao ta đi xem xem hỏa lưu thương trầm giọng bảo là chết hay sống biết rõ cho sảng khoái dầu sao cũng hơn câu nói này động vào tâm khảm mọi người nhất thời mấy người đồng thời phụ họa ta đi cùng đúng a à, dù sao cũng hơn bây giờ tới xem tận mắt bọn họ theo phía sau hỏa lưu thương đi về phía thánh điện bọn họ cẩn thận lách khỏi thánh viêm ven đường không ngừng nghỉ. Nhưng khi hắn tới cửa thánh điện thì thánh điện không một bóng người. Chỉ thấy thánh viêm đầy trời đều hướng về cột trụ xung quanh thánh điện. Thánh viêm như mưa rơi đi vào hỏa trụ không đếm xuể, hỏa trụ không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng hỏa lưu thương cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ ở bên trong hỏa trụ đang thai ngén. Hỏa lưu thương ngơ ngác, bên trong hỏa trụ đến cùng là cái gì? Bỗng nhiên, trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, đám đại trưởng lão sẽ không ở ngay bên trong hỏa trụ chứ. Hắn đếm đếm, tổng cộng 14 cái hỏa trụ đang cuồn cuộn không ngừng hút thánh viêm, tình cảnh đồ sộ mà chấn động lòng người. Hỏa lưu thương thẫn thờ ngẩng đầu, hắn nhìn thánh viêm nơi chân trời minh mông vô bờ đang hướng bên này vọt tới, nỗi sợ hãi trong lòng đã lên mức trước đó chưa từng có. Ý nghĩ đầu tiên chính là chạy khỏi nơi này, hắn mạnh mẽ áp chế xung động trong lòng, toàn bộ thánh châu đều bị phong tỏa, trốn thì trốn vào đâu đây. Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn 14 cái hỏa trụ lại như 14 cái bồn máu há lớn sâu không thấy đáy nuốt chửng tất cả. Hắn cuối cùng đã hiểu, tại sao đại trưởng lão không buông tha một ai kể cả dân chúng. Thánh viêm tự do giữa bầu trời căn bản không phải vì đối phó bọn họ, cũng không phải để phong tỏa thánh châu, mà là vì 14 cái hỏa trụ này, hoặc là nói chuẩn bị cho 14 con quái vật này. Hơi lạnh thấu xương lan tràn ở trong cơ thể hắn, dân chúng thánh châu chính là đồ ăn thánh điện nuôi nhốt, là đồ ăn chuẩn bị cho 14 con quái vật này. Tự dưng, con mắt hỏa lưu thương liền đỏ, lửa giận bùng lên trước nay chưa từng có. Đây là bao nhiêu mạng người A, à, nhiều người vô tội như vậy A, à, bọn họ chỉ là dân chúng phổ thông A. À. Hơn nữa, bọn họ là người A, à, tại sao có thể biến thành đồ ăn? Đồng thời với phẫn nộ bùng phát là nỗi sợ hãi dâng lên, sợ hãi thật sâu. Nuôi nhốt toàn bộ Thánh Châu, tập trung sức mạnh tất cả mọi người toàn bộ Thánh Châu vào 14 mục tiêu, thế này sẽ bồi dưỡng ra quái vật thế nào? đã quá khả năng hỏa lưu thương có thể lý giải, thế nhưng hắn biết, bồi dưỡng ra sẽ chỉ là quái vật, quái vật chân chính. Bỗng vọng tới tiếng gào thét, một tên võ tướng gào thét muốn rách cả mí mắt, biên cuồng công kích hỏa trụ gần nhất, nhưng mà hết thảy công kích dường như đá chìm đáy biển, chẳng có nổi một tia gợn sóng. Mọi người chưa kịp hiểu gì thì thánh viêm từ bốn phương tám hướng tụ lại vây bọc tên võ tướng đến mức nước chảy không lọt. Thánh viêm màu vàng kim, trong nháy mắt nhen lửa vào thân thể của hắn, hắn không kịp kêu thảm thiết liền hóa thành cho bụi, Rời đi thôi, hỏa lưu thương biến sắc, những quái vật bên trong hỏa trụ có thể điều khiển thánh viêm. Tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt dọa chết khiếp đều dồn dập lùi về sau. Mọi người lùi xa hơn 10 dặm mới ngừng lại, cách xa như vậy, hỏa trụ vẫn nguy nga sừng sững, bọn họ vẫn nhỏ bé. Từ nơi này, bọn họ có thể chứng kiến toàn cảnh rõ ràng hơn. Thánh viêm như đại dương minh mông bay vào hỏa trụ khiến 14 hỏa trụ lửa bốc lên càng to, tình cảnh chấn động đến tê cả ra đầu. Hỏa lưu thương trở nên thất thần, toàn thân như bị lấy sạch sức mạnh, kẻ địch đáng sợ như vậy thì sao bọn họ thắng được. Hắn dù gì cũng hùng cứ một phương nên biết vào lúc này tuyệt vọng và sợ hãi sẽ chỉ làm bọn họ chết càng nhanh hơn. Đi về đã, hắn cắn răng cố tự chấn định, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người xung quanh, khuôn mặt của ai nấy đều tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, ngay cả hỏa ly nhược không sợ trời không sợ đất, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, ngón tay đang run rẩy. Hỏa lưu thương biết vào lúc này không nói gì thì hơn, ngay cả chính hắn cũng chả biết nói với chính mình cái gì. Hắn không nói gì, lặng lẽ bước về phía trước, những người khác yên lặng theo sau, vào lúc này không có ai còn có hứng thú. Tất cả mọi người đều biết, khi quái vật bên trong hỏa trụ bước ra, chính là lúc hết thảy đều kết thúc. Ngày hôm nay những gì trông thấy khiến một tia may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ triệt để nát tan. Đoàn người lặng lẽ hành quân, chỉ lát nữa là phải trở lại nơi đóng quân, bỗng nhiên khóe mắt Hỏa Ly nhược phảng phất thoáng nhìn cái gì. Hắn khẽ sừng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt, ngoại trừ thánh viêm vẫn là thánh viêm, không có cái gì khác. Trước mặt bọn họ là một vùng bình nguyên hoang dã, thế đất bằng phẳng, nhìn không sót một cái gì. Không có cái gì có thể giấu người a. À. Hỏa Ly nhược có chút mờ mịt, một lát sau mới phản ứng, không nhịn được bèn cười gượng gạo, đến lúc này, bản thân còn chưa hết hy vọng sao? Trong lòng vẫn còn trông mong may mắn, tưởng có thể có biến cố gì sao. Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục tiến lên, một lát sau hắn bỗng nhiên dừng lại lần thứ hai. Hắn nhìn bốn phía, trên vẻ mặt có chút kỳ quái, vừa nãy hắn dường như phát hiện ra cái gì, lần này hắn xác nhận không phải hoa mắt. Đám hỏa lưu thương đã cách hắn khá xa, thế nhưng hắn không để ý đến mà tìm kiếm bốn phía. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy một lần còn có thể là bản thân hoa mắt, xuất hiện liên tục hai lần vậy thì tuyệt đối không thể là hoa mắt. Đến cùng là cái gì? Hắn đứng yên tìm khắp tư phía, lọt vào trong tầm mắt, ngoại trừ thánh viêm vẫn là thánh viêm lẽ nào là thánh viêm trong lòng hỏa ly nhược hơi động hắn ngẩng đầu lên quan sát kỹ thánh viêm phía trước chờ chút mắt hắn sáng lên hắn rốt cuộc tìm được nơi vừa nãy gây cho hắn chú ý không sai chính là thánh viêm ở trong tầm mắt của hắn có một phần thánh viêm bay về một hướng khác có tình huống hắn không nhịn được hô to hỏa lưu thương nghe được tự dưng dừng bước xoay người lại nhìn hỏa ly nhược cách bọn họ một khoảng bên này có tình huống hỏa ly nhược kích động hô to phất tay với mọi người hắn xác thực rất kích động vào lúc này bất kỳ biến số nào đối với bọn họ đều là chuyện tốt tình huống đã hỏng bét cực điểm dù cho biến số xấu kết quả cũng không thể nào xấu hơn nữa vạn nhất là biến số tốt thì sao hỏa lưu thương phản ứng đầu tiên gần như là phi như bay hắn vào tới trước mặt hỏa ly nhược cố nén kích động hỏi tình huống thế nào trong thanh âm run rẩy để lộ ra sự kích động trong lòng những người khác cũng vội vã chạy tới hỏa ly nhược không chê cười tộc trưởng hắn cũng vô cùng kích động hắn chỉ vào thánh viêm trên bầu trời thánh viêm có một phần thánh viêm bay về phía này hỏa lưu thương nhìn theo ngón tay hỏa ly nhược hai mắt nhất thời tỏa sáng không sai quả thật có một phần thánh viêm không trôi về phía thánh điện mà bay về một hướng khác đi đến xem xem hắn không chút do dự hô nói xong bèn xông lên trước theo bộ phận thánh viêm tiến về phía trước những người khác bỗng cảm thấy phấn chấn vội vàng đuổi theo trên đường đi bọn họ nhanh chóng phát hiện, thánh viêm bay về phía này càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng càng ngày càng hoảng sợ, số lượng thánh viêm di động trên không trung không ít hơn so với bọn họ vừa nãy nhìn thấy ở thánh điện. Sự kích động trong lòng mọi người dần dần lạnh đi, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên. Lẽ nào thánh điện đào tạo quái vật, không chỉ là 14. Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền cắm dễ ở trong đầu mọi người. Đúng a, à, thánh điện lớn như vậy, gốc gác sâu bền như vậy, 14 con quái vật hơi ít. Với thói quen của thánh điện, mỗi cái thành thị có 14 con bọn họ không cảm thấy kỳ quái. Mọi người cảm thấy nặng nề, tinh thần vừa lên lại chìm xuống. Hỏa lưu thương biểu hiện rất bình tĩnh, quái vật bên trong hỏa trụ, nhiều hơn 14, tình huống cũng chẳng tệ đi nhiều. Vừa nãy hỏa trụ mơ hồ tỏa ra khí thức khủng bố làm hắn biết rõ quái vật bên trong đáng sợ rừng nào. Có lẽ đáng sợ hơn cả mình nghĩ, nguyên nhân là hắn không biết nhiều thánh viêm như vậy, nhiều sức mạnh như vậy tập trung vào 14 mục tiêu sẽ có kết quả gì hắn có dự cảm, 14 con quái vật đáng sợ kia nhất định vượt quá cực hạn sự tưởng tượng. Hắn chú ý tới vẻ mặt hỏa ly nhược đứng cạnh có chút quái lạ, trong lòng hơi động, hắn biết hỏa ly nhược e là có phát hiện gì, không chút do dự hỏi tình huống thế nào. Phương hướng này, hỏa ly nhược có chút không xác định, dường như là đến bạch tuyết thành. Bạch tuyết thành, lập tức hỏa lưu thương sửng sốt, thế nhưng tiếp theo là giật mình, triệt để kích động. Không sai, cái phương hướng này chẳng phải là bạch tuyết thành à. Được hỏa ly nhược đề tỉnh, lập tức hắn phát hiện chỗ đã bỏ qua. Hắn ảo não đập thẳng vào chán, chuyện rõ ràng như thế sao bản thân không phát hiện ra, thực sự là bị váng đầu. Bạch Tuyết Thành, đời này hắn tuyệt đối không quên thành thị này, chính là ở chỗ này bọn họ từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Thế nhưng cũng chính thành phố này, đứng tại danh giới tuyệt vọng sắp tan vỡ thì đột nhiên mang đến một chút hy vọng. Bạch Tuyết Thành, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội Hỏa Lưu Thương nhớ tới Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội còn ở Bạch Tuyết Thành, lúc đó bọn họ vội vã tù quân nên bỏ Bạch Tuyết Thành, mà Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội không bỏ đi cùng bọn họ. Lẽ nào là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội gây ra động tính? Nghĩ tới đây, Hỏa Lưu Thương cảm giác toàn thân lại tràn ngập khí lực. Không sai, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội có tiến tiền bối sâu không lường được a, à, còn có thiết diện binh đoàn thực lực mạnh mẽ, không chừng bọn họ có biện pháp gì đây. Bản thân quên bẵng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội hỏa lưu thương bừng tỉnh lại. Bất luận trước đây mọi người có quan hệ gì, bây giờ toàn bộ những người còn sống ở Thánh Châu đều là minh hiểu. Thánh Châu không thể phi hành, bọn họ chỉ có thể toàn lực lao nhanh bằng chân. Khi bọn họ chạy tới gần Bạch Tuyết Thành thì một màn vô cùng rung động hiện ra ngay trước mặt. Ai nấy đều không tự chủ dừng bước lại, ngơ ngác mà nhìn quái vật khổng lồ ở Bạch Tuyết Thành, bọn họ há to mồm, quên cả nói chuyện. Bão táp khổng lồ bao phủ bầu trời Bạch Tuyết Thành, bão táp như một con quái vật miệng rộng, thánh viêm mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vào tới, hóa thành dòng lũ màu vàng nhập trong gió lốc. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy hỏa trụ, cái này ở trước mặt bão táp lớn vô cùng tự nhiên cô độc lẻ loi. Tốc độ thôn vệ của hai thứ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hỏa trụ thánh điện như quý tộc được giáo dưỡng cẩn thận, ung dung thong thả ăn thức ăn trên bàn. Còn cơn bão táp này lại như dã thú đói bụng ăn như hùm như sói gió cuốn mây tan, cái bụng lại như động không đáy vĩnh viễn lấp không đầy. Nhìn cái dòng lũ kia màu vàng đi, xa như vậy mà hỏa lưu thương vẫn có thể nghe được chúng nó khuấy động gào thét toàn bộ bạch tuyết thành chỉ là bóng mờ bao phủ dưới thứ khổng lồ này khiến người ta cảm thấy kính nể hơn nữa chính là bão táp còn bằng tốc độ kinh người bành trướng lớn mạnh ông trời ơi hỏa ly nhược thất thần mà nhìn quái vật đáng sợ trước mắt hỏa lưu thương từ trạng thái thất thanh phục hồi tinh thần hắn lập tức phát hiện một vài bóng người di động bên trong thành hắn nhìn kỹ quả nhiên là mai tư phỉ nhĩ đức thương hội hắn không nhìn thấy tín tiền bối thế nhưng hắn nhìn thấy Melissa và thiết diện binh đoàn. Hắn nhận ra đám Melissa rút khỏi Bạch Tuyết Thành mặc dù có chút hốt hoảng, thế nhưng không hoảng loạn, bọn họ thậm chí liên tiếp quay đầu lại nhìn kỹ bão táp trên bầu trời. Hỏa lưu thương không cách nào hình dung bản thân kích động giờ khắc này, hắn lại như người đi trong sa mạc sắp chết khát đột nhiên phát hiện phía trước có ốc đảo. Hỏa lưu thương xưa nay tự phụ mình có thể giữ được bình tĩnh mà nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Chẳng mấy chốc, người mai tư phỉ nhĩ đức thương hội cũng nhận ra sự tồn tại của bọn họ họ tỏ ra đề phòng hỏa lưu thương ổn định một thoáng tâm tình của chính mình ra hiệu những người khác đứng yên chỉ dẫn hỏa ly nhược tiến lên thánh viêm gần đó tất cả đều bị kiếm qua bão táp tụ dưới bầu trời bọn họ không cần lo lắng thánh viêm tự dưng nhảy ra không cần vận năng lượng thể lực của đám cắt trạch khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu của bọn họ đã triệt để khôi phục nhìn thấy đám hỏa ly nhược bọn họ lập tức tản ra duy trì cảnh giới cát trạch và phù chính chi liếc mắt nhìn nhau đã hiểu ý nhau một khi đối phương có dị động bọn họ sẽ không chút do dự công kích tuy rằng đám hỏa lưu thương thoạt nhìn chật vật hẳn là sẽ không công kích bọn họ nhưng vạn nhất mà đại nhân còn ở bên trong bão táp lỡ mà chịu ảnh hưởng thiên huệ tiểu thư cũng cần bảo vệ bọn họ cảm thấy áp lực trên bả vai cũng rất lớn hai người hỏa lưu thương giơ hai tay lên ra hiệu bọn họ không có định ý đi tới gần hỏa lưu thương cung kính hành lễ hỏi xin hỏi tiến tiền bối có phải ở trong cơn bão táp. Các trạch nhìn thấy hỏa ly nhược đứng gần đó mắt sáng lên, nhất thời căng thẳng, vận sức lúc nào cũng có thể ra tay. Đường thiên không có mặt, vào lúc này tư cách chủ tính trung toàn cục là thượng quan thiên huệ. Nàng vượt ra khỏi mọi người, chậm rãi nói, không sai. Tại hạ hỏa lưu thương, đại biểu hỏa ra, thỉnh cầu tiền bối che chở. Hỏa lưu thương phục trên đất, từng chữ từng chữ thốt lên trịnh trọng, trên dưới hỏa ra phụng tín tiền bối làm chủ. Thượng quan thiên huệ cắt ngang, Trầm tĩnh nghiêm trang đáp, A Tín là thuộc cấp của ta, trừ phu quân ta ra, không ai có thể làm chủ, bọn họ đều là thuộc cấp cả, người hãy suy nghĩ kỹ càng. Hỏa lưu thương cả kinh, hắn vốn tưởng rằng tín tiền bối là thủ lãnh của những người này, không thể ngờ tín tiền bối lại là thuộc cấp vị thiếu nữ xinh đẹp. Khiến hắn không thể ngờ hơn nữa, thủ lĩnh của đám người này là phu quân nữ tử này. Cát trạch và phù chính chi cũng cả kinh, cho tới nay, xưa nay thiên huệ tiểu thư không biểu hiện chỗ nào đặc biệt, bọn họ chỉ biết đại nhân và thiên huệ tiểu thư tình cảm thâm hậu thanh mai trúc mã từ nhỏ cho tới hiện giờ thiên huệ tiểu thư luôn nói năng có khí phách phong cách quý phái hai người không nhịn được nước mắt nhìn nhau lần thứ hai bà chủ cũng không phải người bình thường a à. tên phù chính chi là kẻ am hiểu nịnh hót đã bắt đầu không nhịn được tỉnh lại bản thân trước đây có thất lễ bà chủ hay không hỏa lưu thương thăm dò không biết phu quân tiểu thư có ở đây không là đại nhân gia tộc nào vừa nãy thiên huệ gọi đường thiên là phu quân ngữ khí lẫm liệt thần thái tự nhiên nhưng nghe hỏa lưu thương cũng gọi như thế trong lòng cảm thấy xấu hổ vệt đỏ ửng hiện ra sâu trong lòng trên mặt nàng chẳng có bất kỳ đầu mối nghiêm mặt nói chàng ở trong cơn bão táp ta không dối gạt ngươi phu quân không phải người quang minh châu được rồi đến đây đã hết lời lợi hại trong đó chính ngươi cân nhắc rõ ràng cơ hội chỉ có một lần quá thời hạn không nhận đến lúc này hỏa lưu thương chẳng có pháp thuật khác bèn không chút do dự bái phục lần thứ hai chúng ta đồng ý bất luận đối phương có lai lịch ra sao là người quang minh châu thì thế nào thánh điện đã bất chấp nếu như thánh điện thắng tất cả mọi người sẽ không có đường sống thánh điện nhất định sẽ không để cho chuyện đã xảy ra ở thánh châu bị tiết lộ nếu không dù đại trưởng lão thắng cũng không cách nào được dân chúng ủng hộ không có ai ủng hộ đại trưởng lão điên cuồng hỏa lưu thương quyết định như thế nhất thời cảm thấy ung dung ánh mắt hắn liếc nhìn bão táp hắn biết có thể đối phó quái vật chỉ có thể là một con quái vật khác. Hắn cũng hiểu rõ, Thánh Điện sẽ không chấp nhận bọn họ đầu hàng, hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng Thánh Điện. Tàn sát toàn bộ dân chúng Thánh Châu hết sạch làm gì quan tâm giết thêm một ít tù binh. Giữ lại bọn họ, vạn nhất chuyện này tiết lộ thì làm sao bây giờ? Hỏa lưu thương chỉ có thể nương nhờ vào mai tư phỉ nhĩ đức thương hội, hắn biết mình không có bất kỳ chỗ có kè mặc cả, nguyên nhân là trên tay hắn không có bất kỳ thẻ đánh bạc nào hắn không có lựa chọn nào khác nếu đại trưởng lão thật sự thắng đối với quang minh châu chính là tai nạn đối với gia tộc của bọn họ là ngập đầu tai ương đến mức này rồi liên minh gia tộc đã không có bất cứ ý nghĩa gì dù cho đánh bại thánh điện bọn họ cũng không có năng lực thống trị quang minh châu tâm tình hỏa lưu thương rất phức tạp thánh điện thắng tất cả mọi người đều phải chết tộc nhân cũng khó thoát khỏi cái chết là đến thời điểm quang minh châu hoàn toàn thay đổi nếu như bên mình thắng lợi quang minh châu sẽ không còn tồn tại thánh điện sẽ bị xóa đi triệt để, ai có thể tiếp nhận Quang Minh Châu đây? Quang Minh Châu vô cùng cường đại, trong nháy mắt sụp đổ mức độ này, bản thân cũng là một trong tội nhân A. À. Hỏa lưu thương cảm thấy bản thân thực sự là buồn cười, đến lúc này còn xuân thương thu buồn, hắn không người về phía thiên huệ hô thuộc hạ dẫn tộc nhân đến. Đi thôi, thiên huệ gật đầu đồng ý, mãi cho đến khi hỏa ly nhược dẫn tộc nhân tới vẫn còn có chút hoảng hốt, hắn không thể ngờ tộc trưởng quả quyết như thế, không do dự, bỏ hết thải tôn nghiêm và vinh quang, trở thành kẻ lệ thuộc. Hỏa ra là gia tộc A, từ nhỏ đến lớn, điểm này là ấn tượng sâu sắc ở trong đầu của hắn, thế nhưng ngày hôm nay hành vi tộc trưởng triệt để lật đổ ấn tượng. Phảng phất biết hỏa ly nhược đang suy nghĩ gì, mắt hỏa lưu thương nhìn phía trước, không quay đầu lại có phải là rất giật mình. Như vậy chúng ta mới có thể sống, hỏa ra mới có thể còn sống. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn như vậy, hỏa ly nhược biết tộc trưởng nói bọn họ là chỉ đám tang đức lập đại nhân, hắn không biết nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ. chương 933, Sơ Tham, quả nhiên không ngoài hỏa lưu thương sở liệu, đám tang nước lạp cũng lựa chọn như vậy. Đặc biệt là khi đám tang nước lạp nhìn thấy bão táp khủng khiếp to lớn nhường kia thì bọn họ không có bất kỳ ý nghĩ gì khác nữa. Tình cảnh của bọn họ khiến chẳng thể nghĩ được thế khác, liên minh gia tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi bởi thương vong mỗi gia tộc đều rất lớn, ít nhất đã quá 3 phần 10 thương vong lớn như thế mà mỗi gia tộc còn chưa tan vỡ đã tính là huấn luyện nghiêm chỉnh đương nhiên quan trọng nhất chính là không có đường lui cái trốn làm người tuyệt vọng như vậy rời khỏi gia tộc sẽ chỉ càng chóng chết thương vong nghiêm trọng như thế đối với bất kỳ một nhà nào đều là thương gân động cốt thế nhưng chân chính thương tổn nhất là sĩ khí và tự tin thời điểm trước đám tang đức lạp sở dĩ bất mãn hơn nữa dám tranh quyền với thánh điện quan trọng nhất chính là tự tin vào hùng tâm gia tộc bọn họ tin tưởng mình mới là chủ nhân quang minh châu bọn họ tin tưởng bản thân có tư cách cùng thánh điện đồng thời chấp trưởng quang minh châu hùng tâm không phải bỗng dưng mà đến cũng không chỉ là của cải hùng hậu trồng chất mà đến mà là tổ tiên bọn họ dùng máu tươi và song trưởng mở ra cơ nghiệp là các đời không ngừng tích lũy thắng lợi là vô số quang vinh tụ tập tháng ngày tích lũy mới hình thành niềm tin thế nhưng lần này hết thảy niềm tin đều bị triệt để nát tan trước mặt đại trưởng lão điên cuồng bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào như hài tử gầy yếu Thương vong mỗi nhà đang không ngừng tăng mà bọn họ phát hiện mình căn bản vô lực thay đổi. Bọn họ không đường trốn, nỗi sợ hãi chờ chết từng bước xâm chiếm dũng khí của bọn họ, tinh khí thần của bọn họ từng chút theo hy vọng trôi qua mà biến mất. Bọn họ lựa chọn nương nhờ vào đường thiên, có nghĩa bọn họ đã triệt để từ bỏ sự kiêu ngạo là một gia tộc cao tầng nhất, từ đó về sau, bọn họ đã hạ xuống phàm trần. Đám tang nước Lạc không phải không biết điều này, thế nhưng so với gia tộc Diệt vong thì mất sự kiêu ngạo đã đáng là gì? ít nhất gia tộc có thể tiếp tục kéo dài. Tang nước lạp không có lựa chọn nào khác, bọn họ rốt cuộc biết, bọn họ chỉ là phàm nhân, mà cuộc chiến tranh là thể quái vật chiến tranh. Vào lúc này không có thời gian để ảo não bản thân ngu xuẩn, thực lực bọn họ chỉ có thể trở thành vai phụ, hết thảy hùng tâm đều xây dựng ở thực lực. Đám tang nước lạp nhìn thấy các tộc nhân lại có ánh sáng hy vọng, thống khổ trong lòng bọn họ giảm bớt không ít. Tất cả thánh viêm xung quanh Bạch Tuyết Thành đều bị kiếm qua bão táp hút sạch, Thần kinh các binh sĩ bị hành hạ đến sắp tan vỡ đến cùng liền yên, rốt cuộc có thể ngủ một giấc yên ổn, bọn họ mong quái vật có thể thắng lợi, tất cả mọi người đều hướng về bão tác cầu khẩn. Thời gian không ngừng trôi qua, bầu không khí bạch tuyết thành trở nên căng thẳng một ngạt rất nhiều. Người phụ trách quan sát 14 cái hỏa trụ thánh điện trở về báo cáo, ngày hôm nay 14 cái hỏa trụ thánh điện có biến hóa. Mọi người lập tức nghẹn họng, đám tang nước lập tự mình chạy một chuyến tới thánh điện. 14 cái hỏa trụ ở thánh điện dưới đáy bắt đầu tinh hóa, hỏa trụ màu vàng đang ngưng kết thành tinh thể màu vàng. 14 đạo khí tức kinh khủng đã hoàn toàn khác so với bọn họ mấy ngày trước cảm nhận, mỗi một cỗ khí tức đều trở nên cuồng bạo hơn nhiều. Nhịp tim quái vật bên trong hỏa trụ chậm chậm mà mạnh mẽ, lại như trọng trống, mỗi một thanh âm cũng làm cho không khí khuấy động. Bọn họ cách thật xa mà vẫn cảm thấy phập phồng thấp thỏm. Đám tang nước lạp đều có dự cảm, quái vật bên trong hỏa trụ đã hoàn thành lột xác, lúc nào cũng có thể đi ra điều này làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng kiếm qua bão táp còn đang không ngừng bành trướng chưa có bất kỳ dấu hiệu kết thúc một khi đám đại trưởng lão ra trước một bước thì tình cảnh của bọn họ liền nguy hiểm bây giờ nhìn lại tựa hồ tình huống bọn họ không muốn nhất đang có biến hóa bọn họ không biết rằng đỗ khắc bay trên trời phía sau bọn hắn đang xem kỹ những hỏa trụ này sắc mặt nghiêm túc bởi hắn mô phỏng thánh viêm đã lừa được cấm chế trên trời có thể thong dong phi hành đỗ khắc có thể cảm nhận được bên trong hỏa trụ ẩn chứa khí thức đáng sợ Hỏa Trụ Thánh Viêm không cách nào chống đối ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn như kiếm xuyên thấu hỏa trụ nhìn rõ ràng bên trong. Vô số đường màu vàng như mạch máu trên thân thể, từ mỗi cái hỏa trụ tụ tập trên người một tên hồn tướng. Lúc này Đỗ Khắc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hồn tướng, nguyên lai loại hỏa diễm quái lạ này là chuẩn bị cho những hồn tướng này. Sắc mặt Đỗ Khắc vẫn nghiêm nghị, hắn có thể cảm thụ sự mạnh mẽ của hồn tướng, đây là một loại mạnh mẽ không giống với bất luận một loại nào hắn gặp. Không có cảnh giới cao thâm khó lường, chỉ có sức mạnh trồng chất. Ở trong mắt hắn không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật chỉ đơn thuần trồng chất, thế nhưng số lượng vô cùng to lớn mạnh mẽ để cao làm những hồn tướng này lần lượt lột xác. Đỗ khắc không thể ngờ, cõi đời này vẫn còn có cách dùng đơn giản như vậy thô bạo như vậy mà thành cường giả. Không sai, mỗi một hồn tướng bên trong hỏa trụ tản mát ra khí tức cũng giống như cự thú từ hồng hoang bò ra ngoài. Cách thật xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được những hồn tướng này khí tức hung hãn khủng bố. Bọn chúng còn không thu lại hơi thở của bản thân, thân thể mỗi một tên hồn tướng phảng phất là một hải dương thánh viêm áp xúc mà thành. Lượng lớn sức mạnh áp xúc đến mức tận cùng sản sinh gợn sóng, căn bản che không được, hắn có thể thấy rõ không gian xung quanh hồn tướng bên trong hỏa trụ đều vặn vẹo, pháp tắc hỗn loạn không thể tả. Đây chính là sức mạnh tối cực hạn, mạnh mẽ ngông cuồng tự đại. Đỗ khắc hít mắt không chút biến sắc, trong lòng dường như xảy ra sóng to gió lớn. Cuối cùng hắn đã rõ ràng rồi, tại sao thánh điện cần nhiều thánh viêm như vậy? hắn thậm chí có thể cảm nhận 14 cái hỏa trụ này có liên hệ nào đó thông qua hỏa mạc đang chảy trên bầu trời, như vậy bọn chúng có thể cuồn cuộn không ngừng lấy thánh viêm trôi nổi khắp các nơi ở Thánh Châu. Thực sự đáng sợ, bất luận là đồ vật gì đạt đến mức tận cùng, cũng có thể thay đổi rất nhiều thứ. Mỗi một tên hồn tướng đều có thể uy hiếp đến hắn. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc cực hạn, sức mạnh ở lĩnh vực chính mình nắm giữ không gì sánh nổi, thế nhưng trong cơ thể những hồn tướng này ẩn chứa sức mạnh còn minh mông hơn so với hắn có thể sử dụng sức mạnh đơn thuần đủ để uy hiếp pháp tắc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hồn tướng bên trong hỏa trụ chính trung tâm mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như thực chất liếc về phía đỗ khắc. Trong lòng đỗ khắc cả kinh, đối phương phát hiện ra mình. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tuy rằng thực lực của đối phương hung hãn, thế nhưng hắn tuyệt đối tự tin vào mình. Đúng, dù hắn có pháp tắc lĩnh vực, đối phương vẫn có thể uy hiếp đến hắn, thế nhưng sức mạnh của đối phương minh mông đến đâu. Pháp tắc lĩnh vực của hắn cũng có thể uy hiếp đến đối phương. Nhưng, hoàn cảnh bất lợi của hắn, bởi đối phương không phải là một người. Đại trưởng lão cảm nhận được sự uy hiếp đỗ khắc, trong lòng có chút kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe hóa ra là dư nghiệt tội vực. Thanh âm đại trưởng lão từ bên trong hỏa trụ xuyên thấu ra, bầu trời phun trào thánh viêm đột nhiên bị khuấy động. Đỗ khắc phảng phất đặt mình ở trong bão táp nộ hải, bồng bềnh, thánh viêm điên cuồng cực kỳ ập tới, muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Thân sắc đỗ khắc bình tĩnh, không gian xung quanh hơi ngưng lại, mặc cho thánh viêm cuồng bạo vẫn không thể tới gần hắn trong vòng 10 trượng. Thánh viêm đầy trời hóa thành sóng lớn trăm trượng, với tư thế bài sơn đảo hải đánh về phía đỗ khắc, toàn bộ bầu trời đều đang run dày. Thánh điện coi con dân như lợn như cẩu, nuôi nhốt tàn sát để bổ tự thân, nghiệp chướng các ngươi nặng nề, chết trăm lần không hết tội. Sóng lớn thánh viêm nuốt chửng đỗ khắc, thanh âm đỗ khắc trong trẻo từ trong thánh viêm vọng ra, đầy trời nổ vang gào thét, không cách nào che giấu. Đỗ khắc lại hiện ra, hắn giống như hòn đá bên trong dòng suối hình cầu, thánh viêm như nước, trơn trượt dị thường chảy qua. Hắn không tổn hại, thần thái như thường, thế nhưng ngữ khí len keng, nói năng có khí phách. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, lão biết hiện tại không thể làm gì đỗ khắc bèn cười lạnh một tiếng, đồ tranh đua miệng lưỡi. Người thắng làm vua người thua làm giặc, xem người ngã thì còn có thể cười nổi nữa không? Dứt lời, liền không để ý đỗ khắc, thế nhưng tốc độ hấp thu thánh viêm tăng nhiều, Đỗ Khắc cũng biết hiện tại mình không cách nào lay động hoặc ngăn cản đối phương, toàn bộ hỏa trụ và bầu trời hỏa mạc Thánh Châu đều là một thể. Hắn công kích bất kỳ một cái hỏa trụ nào có nghĩa hắn cần đối mặt hết thảy hỏa trụ, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Mà một khi những hồn tướng này hoàn toàn lột xác, thân thể của bọn chúng sẽ xảy ra biến hóa về chất, đến khi đó bọn chúng không tiến vào hỏa trụ được nữa thì không cách nào mượn sức mạnh hỏa trụ. Những này hồn tướng nhanh chóng hoàn thành lột xác, đỗ khắc sâu sắc nhìn những hỏa trụ này, song xoay người về một hướng khác, hắn cảm nhận có một phần thánh viêm bay về một hướng khác. Hơn nữa hắn còn cảm thụ được một hơi thở quen thuộc. Là đường thiên, đỗ khắc bỗng cảm thấy phấn chấn, đối phương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đường thiên cũng tuyệt đối không ngồi chờ chết người. Nhìn thấy thánh viêm đông đảo như vậy tuôn tới vị trí đường thiên, trong lòng đỗ khắc hơi động, lẽ nào đường thiên cũng đang lợi dụng những thánh viêm này. Hắn càng nghĩ càng thấy là có thể, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Đường thiên luôn luôn là đứa không theo lẽ thường, nếu nặn ra vật ly kỳ cổ quái, hắn không có chút nào kỳ quái. Được rồi, cái tên này để yên đỗ khác mới cảm thấy kỳ quái. Hắn lập tức ra tốc, dẫm thánh viêm lại như trượt trên mặt nước, tốc độ cực nhanh. Thánh viêm khủng bố đối với hắn không có bất cứ thương tổn gì. Phía dưới đám tang nước lạp nhìn há hốc mồm, bọn họ không nhận ra đỗ khắc, nhưng thấy hắn lại có thể không chịu ảnh hưởng cấm chế phi hành ở trên trời, còn có thể cách không giao thủ với đại trưởng lão không xuống hạ phong. Thật mạnh, ai nấy trong bọn họ chỉ có một cảm thụ này bọn họ chỉ vừa tới gần thánh điện đều cảm giác hãi hùng khiếp vía hơn nữa thánh viêm vừa nãy công kích cuồng bạo như vậy mà chẳng tạo thành bất kỳ tổn thương gì đám tang nước lạp cảm thấy thế giới quan của bản thân hoàn toàn bị lật đổ từng đứa hiện ra cường đại đến mức chẳng phải nhân loại duy nhất cho bọn họ manh mối chỉ có bốn chữ tội vực dư nghiệt thế nhưng tội vực có tên lợi hại như vậy sao điều này cũng thực sự lợi hại đến mức quá đáng hơn nữa nhìn qua còn rất trẻ Chờ chút, bọn họ bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa nãy phương hướng tên cường giả tội vực phi hành, không phải là Bạch Tuyết Thành sao? Mọi người cuống quyết quay người chạy về hướng Bạch Tuyết Thành. chương 934, phản ứng của Đỗ Khắc. Khi các trạch phù chính nhìn thấy Đỗ Khắc thì rất vui mừng. Người có tên như cây có bóng, Đỗ Khắc thân là tội vực đệ nhất nhân, danh vọng của hắn rất cao ở trong lòng mọi người tội vực. Hơn nữa chỉ có mỗi Đỗ Khắc phi hành được trên bầu trời, quả không là tội vực đệ nhất nhân. Tội vực đệ nhất nhân lúc này lại ngơ ngác há hốc mồm, thường người ra mà nhìn bão táp trên bầu trời bạch tuyết thành. Hơn nửa ngày, hắn chỉ quay cổ để từng đốt xương kêu rắc rắc, đám người cát trạch lo lắng không biết cái cổ của đỗ khắc liệu có gãy luôn hay không. Đại nhân ở trong hả? Thân sắc hắn ngây ngốc nhìn cát trạch, ngón tay rụt rè chỉ về phía bão táp. Của không hổ là tội vực đệ nhất nhân a, nhãn lực thật lợi hại. Cát trạch gật gù, "Vâng, đại nhân đã đi vào trong đó chừng mấy ngày rồi." còn cả đám người a tín với tiểu nhiên đi vào mấy ngày rồi đỗ khắc ngẩng mặt lên nhìn dòng lũ thánh viên chuyển động trên bầu trời khóe miệng hắn co rúm nghĩ đến hỏa trụ thánh điện vừa nhìn thấy hồi nãy hắn còn cảm thấy tình cảnh đó đã đủ chấn động lòng người rồi cái hiệu suất đó đủ kinh khủng rồi hiện tại thì hắn chỉ muốn nói tiểu đỗ ta là người nhà quê chưa từng va chạm xã hội cơn lốc kia có thể bằng với miệng núi lửa lớn nhất hắn từng gặp từng dòng lũ hoàng kim chảy đầy trời khiến hắn cảm giác như hồng thủy vỡ đê chảy ngược dòng. Được rồi, cho dù nhìn thấy tình cảnh đồ sộ tới mức làm hắn hay hết cả hồn, hắn cũng không hề lo lắng. Điểm chết người là kẻ tạo ra động tính cỡ này lại là đường thiên đại nhân à. Lúc trước đỗ khắc lo lắng về đám người đại trưởng lão, hiện giờ lại không hề có một tí cảm giác nào. Dù là ai khi nhìn thấy một cơn bão táp che khuất hơn nữa bầu trời thì thần kinh sẽ trở nên thô giáp. A tín và tiểu nhiên là ai? Sau khi bình tĩnh lại, Đỗ Khắc bèn hỏi, hai cái tên này có chút xa lạ, là người mới tới à? Thần trang binh đoàn đều phi thường cung kính đối với Đỗ Khắc, phù chính chi nghiêm trang trả lời, A Tín và Tiểu Nhiên đều là hồn tướng, bọn họ là thuộc cấp của Thiên Huệ Tiểu Thư. Thiên Huệ Tiểu Thư là vị hôn thê của đại nhân, hồn tướng, chúng ta cũng có hồn tướng, bọn họ đều là hồn tướng, Đỗ Khắc nhất thời kích động, lẽ nào đại nhân cũng có chủ ý về phía thánh điện? Nham hiểm, thực sự quá nham hiểm quá, thực sự làm người ta yêu thích nha. Chật chật, trước đây ta quang minh lỗi lạc cỡ nào a à, đều là theo đại nhân học cái xấu. Nhờ vậy mà có thể có thêm hai tên cao thủ, không tồi không tồi. Tâm tình đỗ khắc không tệ, 14 cỗ khí thức hung hãn vừa rồi đả kích hắn khá là mạnh. Phù chính chi lại kính cẩn đáp vâng, bọn họ đều là hồn tướng. Còn cả binh lính của bọn họ, tất cả đều là hồn tướng. Tổng cộng 120 tên, một 120 tên, hồn, hồn tướng, đỗ khắc cảm giác đầu óc choáng váng, lắp ba lắp bắp hỏi. 120 tên hồn tướng, hắn cuối cùng cũng đã rõ tại sao thể tích báo táp lại khổng lồ như vậy. Tại sao tốc độ nuốt lấy thánh viên lại đáng sợ như vậy? Trong đó có hơn 100 tên hồn tướng A, lão gia hỏa thánh điện bên trong hỏa trụ không biết có bị dọa tới phát khóc không nhỉ? Đúng thế, Phu chính chi liếc mắt nhìn đỗ khắc, trong lòng âm thầm sốt ruột thay đỗ khắc đại nhân. Đỗ khắc đại nhận sao chỉ quan tâm hồn tướng mà không nắm được trọng điểm nhỉ? hắn không nhịn được thầm nhắc khéo bọn họ đều là thuộc cấp thiên huệ tiểu thư thiên huệ tiểu thư là vị hôn thê của đại nhân bốn chữ thiên huệ tiểu thư hắn đã cố ý nhấn mạnh vẫn quá trẻ tuổi a vừa nhìn là biết là loại ít trải sự đời chú nhóc người có biết là người đã đắc tội người nguy hiểm nhất không người đắc tội đường thiên đại nhân đại nhân cùng lắm là đánh ngươi một trận thế nhưng ngươi lại đắc tội bà chủ ha ha đến khi ngươi chết ngươi còn không biết bị ai đào hố chôn đấy vị hôn thê của đại nhân đỗ khắc trận tròn mắt cảm giác như rơi từ trên trời rơi xuống ta nói cô nương nhà ai lại xinh đẹp như vậy có khí chất như vậy hóa ra là bà chủ a ông chủ thật là có phúc khí nhìn đi lời lớn rồi chúng ta cũng có phúc khí có bà chủ lãnh đạo chúng ta nhất định sẽ khỏi phải đi đường vòng nhất định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đem hết thảy những kẻ cản trước mặt chúng ta đốt thành cho tiểu đỗ ta vừa thấy bà chủ liền cảm thấy vô cùng thân thiết đỗ khắc biểu hiện nhiệt tình cứ như tìm lại được người thân thất lạc nhiều năm phù chính chi vừa nãy còn cười nhạo đỗ khắc kinh nghiệm không đủ sau khi nghe xong lời này thì phải há cả mỏ không chỉ hắn ngay cả cát trạch đứng bên cạnh vốn vô cùng tôn kính thì giờ đây mặt mũi cứng đờ tiểu đỗ nhìn một hán tử trung niên mà luôn miệng xương tiểu đỗ ta cát trạch với phù chính chi cảm thấy vô cùng mắc ói da gà nổi hết cả lên làm ơn ngươi là tội vực đệ nhất nhân đó Thiên Huệ thì lại khác bị đỗ khắc gọi một tiếng bà chủ mặt mày liền đỏ bùng. Nhóm người tang nước lạp thở hồng hộc chạy tới vừa vặn thấy cảnh này. Tang nước lạp đứng đối diện với mấy người hỏa lưu thương nên đã hiểu được ý tứ trong ánh mắt của đối phương. Bọn họ vừa nãy tận mắt phong độ đỗ khắc như thế nào, đối mặt đại trưởng lão cũng không rơi xuống hạ phong. Tuyệt thế cường giả như vậy mà ở trước mặt Thiên Huệ tiểu thư lại vô cùng cung kính, thậm chí có chút nịnh nọt. Chật, lai lịch của ông chủ với bà chủ sâu không lường được. Lẽ nào ông chủ với bà chủ đến từ tội vực, nếu không thì sao đến cả tội vực cường giả cũng ra sức vì bọn họ. Đừng nghĩ nhiều, những việc này không phải thứ chúng ta nên nghĩ tới." Mạc Diệu Cốc bỗng nhiên lên tiếng, những người khác im lặng, nghĩ lại cùng đúng, những việc vậy không phải bọn họ có thể nghĩ. Bất luận Lai Lịch đại nhân ra sao, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Thánh Điện mất hết nhân tính đã trở thành công địch toàn bộ Quang Minh Châu. Một khi Thánh Điện nắm quyền trở lại, tình cảnh đó đủ khiến người to gan nhất cũng phải rét run ở trong mắt đám người tang nước lạp ai trở thành chủ nhân quang minh châu đều tốt hơn thánh điện chưa kể việc đấy còn liên quan tới sống chết của bọn họ hiện tại biết dưới chướng đại nhân có cường giả lợi hại như vậy tinh thần của bọn họ cũng đại chấn hy vọng gia tăng mấy phần bên trong hỏa trụ ở giữa thánh điện đại trưởng lão chậm rãi mở mắt lão cúi đầu nhìn bàn tay mình bàn tay nguyên bản nửa trong suốt thì bây giờ trừ việc hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt thì không khác gì tay người bình thường ngay cả cảm giác ấm áp của máu thịt cũng y chang cả thân thể lão đều như vậy hoàn toàn ngưng tụ thành một vật đang sống thánh viêm cũng thế hồn tướng cũng vậy đều là hư hóa đồ vật thế nhưng khi hai thứ kết hợp đồng thời phát triển tới mức tận cùng liền phản hư nhập thực thân thể của lão không phải hư huyễn mà là tồn tại chân thực bộ thân thể này hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt khiến lão có thêm mấy phần uy nghiêm và thần thánh trong lúc vung tay nhấc chân cơ thể dâng trào luồng sức mạnh rộng lớn như đại dương bao la Thời khắc này, lão cảm giác mình chính là thần, thế nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt lão lại âm trầm, lão nghĩ tới tên dư nghiệt tội vực kia, thực lực của đối phương đủ để lão cảm thấy giật mình. Nếu không phải lão đã hoàn toàn lột xác, thực lực của lão không phải đối thủ của người nọ. Đại trưởng lão có thể cảm thấy thứ đối phương tu luyện chính là pháp tắc, đạt tới cảnh giới sâu tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão có lý do để giật mình, cường giả đạt tới cảnh giới pháp tắc tối cao, chạm tới pháp tắc lĩnh vực từ trước tới nay đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bất luận là loại sức mạnh nào chỉ cần tu luyện tới cực hạn đều phi thường mạnh mẽ, huống chi còn là pháp tắc. Đối phương là kẻ địch chứ không phải bạn, tội vực và thánh điện không hề tồn tại khả năng hòa giải. Lão vốn dự định tập kích Bạch Tuyết Thành, thế nhưng hiện tại khi hồn tướng chưa hoàn thành việc lột xác, lão không dự định mạo hiểm. Lão có thể cảm nhận được Bạch Tuyết Thành đang thai ngén vật gì đó, đang có lượng lớn thánh viêm chảy cuồn cuộn về phía Bạch Tuyết Thành lão tuyệt không ngờ lại có người có thể hấp thu thánh viêm. Người bình thường đúng ra không thể hiểu bí mật của thánh viêm, thế nhưng kẻ vừa rồi không chỉ xem hiểu, mà còn tự mình mô phỏng ra. Nhưng nhìn ra thì đã sao, chỗ tội vực kia không có hồn tướng. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão nở nụ cười mỉm, kế hoạch của lão một bước nối tiếp một bước, há có thể dễ dàng phá giải như vậy. Đại trưởng lão tính toán cẩn thận lại lần nữa, đỗ khắc đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng lão nảy sinh một tia bất an. Tuy một tia bất an này chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng lão vẫn quyết tăng cường cho mình một ít thẻ đánh bạc. Tuy rằng đối phương bước vào pháp tức lĩnh vực thế nhưng hiện giờ Thánh Châu vẫn là sân nhà của lão. Hơn 500 cây trụ phán xử như 500 cây đinh đóng vào mỗi một góc của Thánh Châu giúp lão nắm bắt cuộc diện vô cùng vững vàng. Nếu muốn trong tay có thêm nhiều thẻ đánh bạc thì đành phải tiện nghi cho những tên kia. Đại trưởng lão lướt nhìn Thánh Viêm trên bầu trời, miệng hiện lên một nụ cười gần. Nếu nói liên minh gia tộc thương vong nặng nề thì những danh môn mới phát lại kêu than vang khắp thiên địa. Binh đoàn trong tay bọn họ còn lâu mới có thể được như liên minh gia tộc huấn luyện nghiêm chỉnh, lực liên kết cũng vô cùng yếu ớt. Đối mặt thánh viêm liền tử vong nặng nề, đến bây giờ, số người sống chỉ còn lại không tới 4 phần 10. Liên minh gia tộc thương vong 3 phần 10, mỗi nhà có thể miễn cưỡng duy trì biên chế. Những danh môn mới nổi thì tử vong tới 6 phần 10, tất cả các gia tộc đều vô cùng hỗn loạn những người sống sót nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt vô hồn thân sắc bọn họ đều xám xịt chẳng còn cảm giác đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện lão phi hành ở bầu trời trên cao toàn thân tỏa ra kim quang khiến không ai có thể nhìn thắng uy thế khủng bố bao phủ khắp đại địa lão không khác gì thần linh khiến người ta muốn cúng bái đám người phía dưới vốn đã tan vỡ lúc này liền dồn dập quỳ xuống xin tha bọn họ hướng về đại trưởng lão trên không cầu xin khóc lóc vang trời giọng nói uy nghiêm của đại trưởng lão tựa như được truyền ra từ trong thái dương chói lóa, vang vọng khắp thiên địa. Các ngươi có tội, các ngươi không đủ thành kính mà chịu đựng thánh điện thử thách. Quang Minh có mặt khắp nơi các ngươi há có thế không biết. Đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho các ngươi, nhưng các ngươi trung quy là con dân của thánh điện, thánh điện quyết định cho các ngươi một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Đám người sớm đã sụp đổ phía dưới mừng đến phát khóc. Nhớ cho kỹ, ai cũng chỉ có một cơ hội. Đại trưởng lão quát lớn, làm lỗ tai người nào người nấy đều rung lên ong ong. Thế nhưng lúc này mọi người đều không suy nghĩ được tới chuyện khác. Đại trưởng lão vung tay lên, từng cái trụ phán xử ở gần đó phát ra một đoàn lửa màu vàng, chúng bay tới trước mắt đại trưởng lão sau đó rơi xuống đất hóa thành từng cái cảnh cửa ánh sáng. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, chỉ có vượt qua cửa sám hối này, các ngươi mới có thể được cứu rỗi. Đại trưởng lão vừa dứt lời, những người may mắn sống sót ở phía dưới điên cuồng chạy tới những cửa sám hối kia. Trong ánh kim quang chói mắt, đại trưởng lão nở nụ cười lãnh khốc. Chương 935, lựa chọn của Thu Cúc Hoa. Phía sau kim sắc quang môn đó là một vùng không gian khác, phía dưới nó một cái vòng sáng nhàn nhạt thiêu đốt hỏa diễm trong suốt. Ngoài vòng sáng là biển thánh viêm mãnh liệt tỏa ra kim quang. Những người may mắn sống sót sau khi bước vào còn chưa kịp hoan hô liền bị biến thành một đám cho bụi. Hỏa diễm trong suốt tuy không hung mãnh nhưng chỉ cần là người bước vào vòng sáng thì liền không thể thoát khỏi những người may mắn sống sót khác vẫn không biết gì vẫn tràn vào như thủy triều bọn họ sau đó tựa như những giọt mưa rơi xuống tấm sắt nóng lập tức hóa thành một đoàn sương mù từng nhân ảnh cứ như vậy hóa thành cho bụi đại trưởng lão thờ ơ không một chút động lòng hờ hững quan sát phòng sáng bỗng nhiên mắt lão sáng lên một tên may mắn không bị hóa thành cho bụi hỏa diễm trong suốt vẫn thiêu đốt trên người hắn trông rất thống khổ máu thịt hắn giống như dầu mỡ từ từ tan ra và bị đốt đến khi biến mất một lát sau hắn chỉ còn bóng mờ nhàn nhạt, nhạt yên tĩnh đứng trong vòng sáng thần sắc vô hồn ngay tại mi tâm có một vệt quang minh văn đại trưởng lão khó chịu nhiều mày tên hồn tướng này phẩm chất cực kỳ bình thường nhưng có còn hơn không hắn nhẹ nhàng vung tay hồn tướng bay ra khỏi vòng sáng rơi thẳng xuống thánh viêm kim sắc thánh viêm hải vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên chuyển động từng đoàn từng đoàn thánh viêm ập tới trong nháy mắt tên hồn tướng liền bị từng đoàn thánh viêm bao bọc lại kim sắc thánh viêm hóa thành màu đỏ như máu tạo nên một quả cầu lửa đỏ chói trôi nổi giữa biển thánh viêm. Người may mắn sống sót không ngừng tiến vào, tuyệt đại đa số đều biến thành cho bụi, hiếm có trường hợp chuyển hóa thành hồn tướng. Trên biển thánh viêm kim sắc trôi nổi từng đám hỏa cầu đỏ rực tựa như từng trứng sâu. Đại trưởng lão âm thầm lắc đầu, quả nhiên phẩm chất hồn tướng có liên hệ trực tiếp với tố chất cũng như thực lực của người khi còn sống. Quang minh kỵ sĩ khi chuyển hóa thành hồn tướng thì phẩm chất cao hơn nhiều. Nhiều người sống sót như vậy mà đại đa số không có tư cách chuyển hóa thành hồn tướng. Cho dù có chuyển hóa thành hồn tướng thì phẩm chất cũng phi thường thấp kém, chỉ có thể dùng làm bia đỡ đạn. Cũng may ý đồ của lão vốn là chuẩn bị một đám bia đỡ đạn làm trợ thủ cho đám Tô phỉ. Thánh viêm nhiều như vậy nếu không cố gắng sử dụng thì thật lãng phí. Lão chất lưới tiếc nuối, nếu tố chất những hào môn đệ tử bên liên minh gia tộc xuất sắc hơn, nói không chừng có thể tạo ra vài cái hồn tướng tốt. Chỉ là đám giả thành tinh của liên minh gia tộc lại không dễ bị dao động như vậy, muốn gạt bọn họ bước qua quang môn không phải điều dễ dàng. Điểm tiếc núi này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, hùng tâm của lão bừng bừng, khi đám tô phỉ hoàn thành lột xác thì chính là ngày lão quét ngang thánh vực. Thời đại thuộc về quang minh, thuộc về thánh điện, thuộc về lão sắp đến rồi. Thu hút hoa thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng trời mưa tí tách vang lên. Thỉnh cầu tiến vào thương châu của hắn bị câu thành văn đao từ chối làm hắn không thể không lui lại hắn đóng quân ở một tiểu châu trên đường tiếp tế. Hắn không thể ngờ lo lắng suy tính một đường, trả giả thương vong to lớn lại chỉ đạt được kết quả thế này, điều này khiến hắn có chút nản lòng thoái chí. Hạm đội đầy giấy vết thương của Mạc Tâm cũng bị câu thành văn đao từ chối, tuy nhiên Mạc Tâm không tụ lại cùng với đội của hắn. Bây giờ dạn nứt giữa ba người thiên hạ đều biết, cùng với những lời đồn nội đấu trong quang minh châu là đề tài thu hút nhất. Câu thành văn đao thuộc phái trung lập, hắn không muốn đắc tội thánh điện lẫn liên minh gia tộc, cho nên thái độ hiện giờ của hắn là bất biến ứng vạn biến, chờ đợi đấu tranh quyền lực trong Quang Minh Châu có kết quả đã. Mạc Tâm thì thuộc phía liên minh gia tộc, nhưng mà tin tức liên minh gia tộc phứt bỏ thu ra không phải chuyện bí mật nên tình thế song phương như nước với lửa. Trong chớp mắt, cục diện tốt đẹp của cuộc nam trinh biến mất không còn tâm hơi. Đại tướng trên tiền tuyến nghi kỵ lẫn nhau, chuyện như vậy lại xảy ra trên kẻ vốn lấy đoàn kết mà xưng danh Quang Minh Châu không khỏi khiến thu hút hoa nhếch nụ cười mỉa thế nhưng lo lắng lớn nhất trong lòng hắn lại bị một lời nhắn thần bí nói thẳng ra. Tình cảnh của hắn lẫn Thu Gia đều đang vô cùng nguy hiểm. Thu Gia gia nhập liên minh gia tộc có nghĩa Thu Gia đã vào sổ đen của Thánh Điện. Với sự hung hăng của Thánh Điện, nếu chân áp được phản loạn, Thu Gia tuyệt đối không thoát khỏi số mệnh bị tiêu diệt. Mà bây giờ Thu Gia lại bị liên minh gia tộc coi như đứa con rơi, nói cách khác cho dù liên minh gia tộc lên nắm quyền, Thu Gia cũng sẽ không còn mấy ngày tháng tốt đẹp. Hơn nữa chiến dịch này khiến Thu Gia bị thương nặng, hiện chỉ còn sót lại mỗi mình hắn, điều này làm cho hắn nghĩ tới một câu, một cây làm chẳng nên non. Liên minh gia tộc sau khi nắm quyền cần bổ sung gấp tiêu hao bản thân, có gì thích hợp hơn một gia tộc bị thương nặng. Thu hút hoa hiểu rõ thế nào là gia tộc, hiểu rõ tác phong làm việc của bọn họ, hiểu rõ sự tham lam và lãnh khốc của bọn họ, đổi lại là thu gia thì cũng sẽ làm như thế. Bất luận người thắng là ai, thu gia đều không có kết quả tốt đẹp. Điểm khác biệt là một đằng bị tiêu diệt, một đằng bị thôn tính. Ngay thời điểm hắn mờ mịt thì nhận được lời nhắn này, hoặc gọi là lời mời, khiến tâm hắn triệt để rối loạn. Dòng dã ba ngày ba đêm, hắn không hề nhắm mắt mà liều mạng sắp xếp lại những tin tức này. Kỳ thực khi tin tức vừa được truyền ra, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao những đại tướng trên tiền tuyến như bọn họ đều không nhận được tin tức gì mà Nam Minh lại có thể truyền ra. Từ lúc nào mà tin tức bên Nam Minh đã linh thông hơn những đại tướng bản thổ như bọn họ. Theo những tin tức không ngừng được sắp xếp, hắn phát hiện ra rất nhiều điều ví dụ như hắn chợt phát hiện không biết từ khi nào mà mọi phản ứng của quang minh châu đều ở thế bị động hoặc là bất đắc dĩ ở phía sau tựa như có một đôi tay vô hình đang lặng lẽ thúc đẩy mọi thứ khiến hắn khiếp sợ hơn nữa là đôi bàn tay này phối hợp với nam minh cực kỳ ăn ý ví dụ như đường tiếp tế của họ bị tập kích quân đội của câu thành văn đao cần chi viện hắn và mạc tâm bị tấn công mà ngay lúc đó quang minh châu xưa nay luôn ổn định lại khói lửa bốc lên khắp nơi khiến lòng người bàng hoàng kim châu phỉ tội vực quang minh hào luân phiên tàn phá bửa bãi binh đoàn bản thổ liên tục bại lui quang minh châu binh nhiều tướng mạnh lại rơi vào cục diện khó xử binh lực không đủ những điều này trực tiếp dẫn đến thánh trung vang lên binh đoàn tập hợp về thánh châu làm cho liên minh gia tộc nhìn thấy thánh điện suy yếu trực tiếp thúc đẩy bọn họ tạo áp lực về phía thánh điện hai bên phối hợp lẫn nhau ăn ý đến như vậy khiến thu hút hoa hoài nghi đôi hắc thủ vô hình này liệu có phải là nam minh không thủ lĩnh nam minh biến mất đã không phải là bí mật bọn họ cũng từng thảo luận rồi, bọn họ cảm thấy có khả năng nhất là thủ lĩnh Nam Minh đi bí mật ngoại giao, tìm kiếm chi viện, ví dụ như đi tới Kim Châu. Nhưng dù người có lớn mật tới mấy cũng không nghĩ rằng hắn lại lẻn vào quang Minh Châu. Manh mối mà thu hút hoa nhìn ra vừa vặn là thu ra. Thu sát binh đoàn bị diệt khiến thu hút hoa vô cùng khiếp sợ, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội cũng vì vậy mà xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nếu không phải hắn từng qua lại trực tiếp với họ thì tổ chức nho nhỏ như vậy không hề khiến người khác chú ý. Thu hút hoa tìm hiểu về mai tư phỉ nghĩ Đức Thương Hội thì phát hiện bọn họ tới từ vùng phía Tây. Hắn lập tức nghĩ đến hàng loạt biến cố xảy ra ở vùng phía Tây lúc trước, hai vị trung tướng ngã xuống tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Không chỉ như vậy, việc hai vị trung tướng ngã xuống trực tiếp dẫn đến vùng phía Tây binh lực chống vắng, ngay sau đó xảy ra một loạt những cuộc phục kích. Lần thứ nhất Kim Châu phỉ xuất hiện là tại vùng phía Tây, Quang Minh Hào cải tạo ở trong bãi Tha Ma chiến hạm tại vùng phía Tây cuộc chiến khiến trung tướng khoa lâm ngã xuống cũng xảy ra ở vùng phía tây quá trùng hợp ba vị trung tướng liên tục ngã xuống làm khiếp sợ quang minh châu cũng làm cho lòng người khắp nơi chấn động tạo thời cơ cho mấy gia tộc dục dịch nếu chỉ có như vậy thì quang minh châu vẫn có thể chịu đựng được nhưng trùng hợp nữa là ngay lúc đó câu thành văn đao ở thương châu bị bao vây hạm đội bị tập kích đường tiếp tế gặp phải điên cuồng tập kích từ phía nam minh câu thành văn đao cầu cứu chi viện càng trùng thêm trùng hợp hắn và mạc tâm gặp phải ngăn chặn không cách nào lập tức chi viện câu thành văn đao. Nhìn lại tất cả những việc xảy ra trong thời gian cực ngắn đấy vô cùng ăn ý cùng trùng hợp. Nhìn từ đủ mọi dấu hiệu, đây là một cái bẫy, một cái bẫy vô cùng cẩn thận, khiến Quang Minh Châu không cách nào né tránh. Một loạt bố cục này bất luận là độ hoàn thành lẫn thời gian phối hợp đều 10 phân vẹn 10. Quốc nội khói lửa bốc lên khắp nơi, Nam Trinh báo nguy, Thánh Điện sứt đầu mẻ chán quyết định đánh lên Thánh Trung. Từng quyết định này trực tiếp cởi bộ xiềng xích trên người mấy gia tộc, để đám gia tộc ngủ đông đã lâu đó thấy được cơ hội. Thực sự là mưu tính sâu xa, thu hút hoa đối với người bày ra bố cục này bội phục đến sát đất. Thế nhưng khi Thánh Châu xả ra biến cố hắn mới bỗng nhiên hiểu ra, nguyên lại mục đích thật sự của đối phương vốn không phải là câu thành văn đao mà là ở Thánh Châu. Đối phương bày ra một loạt bố cục căn bản không phải để Thánh Điện mệt mỏi ứng phó mà là để Thánh Điện không ngừng phái lực lượng ra bên ngoài khiến phòng ngự bên trong suy yếu, thậm chí thu hút hoa còn đoán được thánh điện đánh lên thánh trung là nằm ngoài dự liệu của người bố cục liên minh gia tộc khởi nghĩa vũ trang cũng là điều mà người bố cục này không ngờ thế nhưng đối phương lại vô cùng hiểu việc thuận thế làm việc trên thực tế đối phương còn sớm hơn mình nghĩ tới việc thu gia trở thành vật đầu tiên bị đem ra hy sinh thu hút hoa cũng không thể nói được gì thu gia là tự đâm đầu vào không thể trách được người khác chỉ có thể nói đối phương thực sự quá lợi hại bố cục sâu xa mỗi bước đều lợi hại đến đòi mạng hắn vốn cho rằng người bố cục này là vị hồn tướng thống soái kia của nam minh thế nhưng hắn nhanh chóng ý thức được người đó không phải là binh là đường thiên cục diện rắc rối phức tạp như vậy điều khiến không chế từ xa căn bản là không kịp năng lực ứng biến mới là điểm mấu chốt thu hút hoa thầm cười gượng trước khi nam trinh bọn họ vẫn xem thường nam minh sau khi hai bên giao chiến thực lực tướng lĩnh nam minh từ từ được bọn họ thừa nhận thế nhưng tên thủ lĩnh của nam minh bọn họ lại không hề có cảm giác hắn tồn tại Thân phận của đường thiên đối với thánh điện vốn không phải là bí mật gì, thậm chí chiến tích của hắn ở thiên lộ thánh điện cũng vô cùng rõ ràng. Thế nhưng dưới ánh mắt của đám người bọn họ thì chiến tích ở thiên lộ không có bất kỳ ý nghĩa gì, tiêu chuẩn quá thấp. Nhưng khi thu hút hoa sắp xếp lại toàn bộ trình tự chiến cuộc, hắn bị ai phát hiện quang minh chấu đã triệt để mất đi hy vọng thắng lợi. Hắn bây giờ mới biết vị thủ lĩnh không hề có cảm giác tồn tại kia lại quá mức lợi hại. Dựa vào sức một người hắn thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thế giới này lại thật sự có người như vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới các tài liệu trong thánh điện có đề cập tới một biệt danh của đường thiên, thiếu niên như thần. Quả nhiên chỉ có tên sai, biệt danh không bao giờ sai a. À. Biến cố Thánh Châu còn chưa kết thúc thế nhưng thu hút hoa có dự cảm, vị thiếu niên như thần này sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Thánh điện đến bây giờ còn không biết bọn họ đang đối mặt một con quái thú hung tàn đến cỡ nào. Hắn biết rõ, hắn và Thu Gia đã mất đi tư cách chờ đợi kết quả ở Thánh Châu hắn nhất định phải ở trước lúc đó cải biến vận mệnh của mình và gia tộc. Nhớ lúc binh đoàn nam thập tử vì đồng đội mà tiến tới, nhớ tái lôi vì đam mê mà mất ăn mất ngủ, Lang húc vì bản tâm mà một lòng trung trực, hạc vì thiên hạc phái mà đi làm cu ly cho người, tỉnh hào vì tình nghĩa mà rứt áo ra đi. Hay một thạch sâm, một vũ an lê tấm thân già cỗi đi tìm lý tưởng một đời. Ta nhớ khi đờ ti nghe tiếng thiên huệ mà tim như ngừng đập, nhớ người xài lang vì vị vua đã cứu vất họ mà tận trung đến chết, lại nhớ lúc đờ ti vì linh bộ mà vai vác quân kỳ, mặt quỷ lừng lững từng bước khiêu chiến tội vực. Hắn chẳng phải vị thần toàn năng, chẳng phải kẻ thông minh chế ngự thiên hạ, hay thiên phú vạn năm có một. Hắn chỉ là một quân tốt trong bàn cờ vũ trụ, một quân tốt mang theo tấm lòng khẳng khái, kiên cường mà đi tìm đỉnh cao. Tuy hiếm khi thông minh được một chút, nhưng những bước chân của hắn vẫn mang theo một loại mị lực lôi cuốn nhân tài. Hắn chẳng ban phát bất kỳ con cá nào cho đồng bọn, chỉ có mỗi chiếc cần câu đong đầy niềm tin, nỗ lực đã giúp những con người tầm thường nhất thực hiện được giấc mơ của mình. Họ bước theo hắn, như tinh tú quanh mặt trời, chinh chiến ngang trời dọc đất và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Đó là hắn, đường thiên, thiếu niên như thần, yêu thương một người con gái là thiên huệ. chương 936, thu hoạch của đường thiên. Thân thể đường thiên đã đạt đến tình trạng đỉnh cao, chẳng kém hơn chút nào so với bất cứ một vị nhân vật truyền kỳ nào trong lịch sử. Thân thể mạnh mẽ là cơ sở cho thức tỉnh thần trang, hắn ngày càng khống chế thức tỉnh thần trang xuất sắc hơn, cũng đúng lúc xác minh một điểm này. So với thân thể hoàn mỹ, hồn phách của hắn lại còn lâu mới rèn luyện tới cảnh giới này. Hiện tại hắn tu luyện hồn phách chính là lưu ly tâm tình. Lưu ly tâm tình phi thường đặc biệt, có thể giúp hắn nhạy cảm vô song thấy rõ ngoại giới, tâm thần lãnh tĩnh không dao động. Nhưng mà so với thân thể mạnh mẽ giống như quái thú thì lại kém hơn rất nhiều. Kỳ thực lúc còn tại thiên lộ, đường thiên tương đối tốn hao tâm lực vào việc rèn luyện võ hồn. Nhưng mà nguyên nhân vì tròm song nam, hắn và tiểu nhị ký sinh cùng chung nhất thể, hồn phách của hắn khác hẳn với người thường. Sau khi tách được tiểu nhị, hồn phách một phân thành hai, vết thương vì xé nhỏ thủy chung khó mà khỏi hẳn, cũng là nguyên nhân căn bản khiến hồn phách của hắn thủy chung không theo kịp tốc độ phát triển thân thể. Bên trong cái kiếm qua lốc xoáy do năng lượng hư hóa cấu thành này, lưu ly tâm tình của đường thiên được kiếm mang do năng lượng hư hóa biến thành quấy phá thành mảnh nhỏ. Tinh thần bị xé nhỏ đem tới sự đau đớn khó mà hình dung, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì sự đau đớn giống như là từ chỗ sâu nhất trong đầu trải rộng ra toàn thân không chỗ nào có thể trốn không chỗ nào tránh được tinh thần xé nhỏ sinh ra đau đớn khiến tư duy đường thiên dừng lại nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy con mắt đường thiên trống rỗng vô thần ngay từ đầu cảm nhận hắn thấy mình tựa như một con cá không ngừng bị cắt xén bị cắt thành từng khối lớn rồi cắt thành khối nhỏ rồi lại cắt ra nhỏ hơn nhưng mà chẳng mấy chốc cảm nhận phát sinh biến hóa hắn cảm giác tinh thần mình đã tan vỡ như đá vụn đang bị vô số cái rũa không ngừng mài mòn đây là một loại thống khổ khác cảm giác các góc cạnh của mình từng chút bị mài bằng mỗi lần rũa ý thức của hắn đều sẽ xuất hiện một thoáng dừng lại nhất thời hắn có ảo giác giống như mình đang dần phát triển theo hình cầu hắn biết rõ đó chỉ là một ảo giác thân thể hắn hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí hắn biết rõ mình còn đang điên cuồng công kích hạch tâm của hư cấu pháp tắc mình giống như ở tại trạng thái phân ly như là một người đứng xem nhìn bản thân xuất thủ nhanh như thiểm điện mỗi một cái hạch tâm hư cấu pháp tắc đều không thể thoát đi nhưng mà đau đớn lại rõ ràng cường liệt như thế cường liệt đến vô số lần hắn cho rằng mình có phải sắp tan thành cho bụi rồi hay không nữa ngược lại chùm kiếm dày đặc chi chít cao tốc du động xoay tròn tiếng nổ vang sen lẫn tiếng gào thét thế mà hắn không có cảm giác gì hắn không tan thành cho bụi vô luận đau đớn như thế nào vô luận mình bị cắt nhỏ đến cỡ nào hắn vẫn không tan thành cho bụi dù cho hắn cảm thấy lưu ly tâm tình của mình hiện tại đã trở thành một đống cát lưu ly. Nhưng mà những kiếm mang kia vẫn không có chút ý tứ buông tha nào, chúng nó còn đang điên cuồng nỗ lực quấy cho lưu ly xa của hắn vỡ ra nhỏ hơn. Cơn đau đớn không biết khi nào mới kết thúc, đường thiên cảm giác mình như đang chìm nổi ở trong địa ngục khổ hải, Nga, tuyệt đại đa số thời gian là chìm. Theo góc độ hút ra mà xét, thân thể của mình không biết mệt mỏi, động tác không những nhanh chóng, hơn nữa không bao giờ thất bại, thực sự là cỗ máy giết chóc hoàn mỹ, nếu như miệng không có tiếng gào thét thê thảm tê tâm liệt phế kia vừa đau đớn vừa thưởng thức tư thế oai hùng này của chính mình nghe kiếm qua lốc xoáy cuồng bạo nổ vang gào thét lẫn với tiếng kêu thảm thiết không chút nào kém hơn của mình hai loại cảm thụ hút ra và thiết thân hoàn toàn bất đồng hỗn tạp với nhau thực mâu thuẫn mà kỳ lạ thiết thân quá trình lưu ly tâm tình bị chém vụn đường thiên thậm chí còn có thể quan tâm được từng trạng thái của a tín ở phía dưới trạng thái tiểu nhiên tốt nhất phát triển nhanh nhất tâm tư nàng đơn thuần nhất là một hồn tướng có thiên phú suốt chúng lúc sống nên tác dụng thật lớn. Thân thể của nàng đang không ngừng ngưng kết, năng lượng hư hóa ngưng kết ra huyết nhục cốt cách nhìn qua không có khác biệt gì với huyết nhục của người bình thường, trôi nổi thêm một tầng sáng bóng trong sáng óng ánh, tựa như thủy tinh, đẹp không sao tả xiết. Chảm mã đao trên tay nàng cũng thay đổi hình dáng, trở nên thon dài cân xứng hơn, đường nét lưu sướng hơn, thân đao toàn thân đen kịt, như thể cực kỳ trầm trọng và cũng trôi nổi một tầng sáng bóng trong sáng. Trạng thái của A Tín không tệ, thân thể hắn cũng đang ngưng kết, nhưng chậm hơn tiểu nhiên một chút. Hừ, đường thiên chú ý đến bất tử kiếm trên tay A tín, năng lượng hư hóa kiếm mang một khi tới gần bất tử kiếm, liền lập tức vỡ tan hóa thành vũ khí nhàn nhạt, nhạt rồi bị bất tử kiếm hấp thu. Bất tử kiếm tựa như bông khô, nó điên cuồng hấp thu hư hóa năng lượng ở xung quanh. Đường thiên có thể cảm thụ biến hóa của bất tử kiếm, từng sợi khí tức đang dựng dục bên trong bất tử kiếm. Bất tử kiếm hấp thu hư hóa năng lượng còn nhiều hơn A tín cộng với tiểu nhiên vừa nghĩ đến cái này ý thức đường thiên bỗng nhiên chấn động cả người nhẹ nhàng tựa như trong thân thể của mình có cái gông xiềng vô hình gì đó bị triệt để đánh tan cảm giác khinh phiêu phiêu đột nhiên đến sự đau đớn không chỗ nào không có biến mất tâm tích sự vui sướng vừa mới sinh không chịu khống chế mà hiện lên sau một lát đường thiên bình tĩnh trở lại thì mới phát hiện lưu ly tâm tình của mình đã tựa như một đám mây một cục kẹo bông đường từng đạo hư hóa năng lượng kiếm mang từ trong lướt qua ngoại trừ kích động lên một tia rung động thì không có bất cứ thương tổn gì đường thiên bừng tỉnh đại ngộ lưu ly tâm tình của hắn đã bị đánh tan đến còn nhỏ hơn cát đánh tan đến tình trạng kiếm mang vô pháp đánh tan rất khó hình dung loại cảm thụ này đây là một loại cảm thụ hoàn toàn mới hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ hơn rất nhiều hắn cảm giác hồn phách của mình đã phát sinh biến hóa vô pháp nghịch chuyển hắn không biết cái này là chuyện tốt hay là chuyện xấu nhưng mà cảm giác trước mắt cũng không tệ lắm bỗng nhiên hắn cảm giác mình rất khát, cơ hồ vô thức há mồm hút một cái. Hô, lượng lớn hư hóa năng lượng hóa thành một dòng nhỏ, bị hắn hút vào trong miệng. Hư hóa năng lượng bị hút vào tựa như giọt nước rơi vào cồn cát, trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể đường thiên, bị kẹo bông đường hấp thu. Cảm giác sung sướng khó mà hình dung hiện lên từ chỗ sâu nhất trong nội tâm đường thiên. Lưu ly tâm tình bị quấy thành kẹo bông đường tựa như bông khô, nó tham lam hấp thu hư hóa năng lượng này cảm giác khát khô không những không giảm bớt chút mà mà lại càng thêm cường liệt, đường thiên liều mạng hấp thu, thậm chí quan sát hư hóa năng lượng như vũ khí từ bên ngoài thân rót vào trong cơ thể, bị kẹo bông đường hấp thu. Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng mà lưu ly tâm tình kẹo bông đường không có chút dấu hiệu thỏa mãn nào. Đường thiên không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên, tốc độ hấp thu hư hóa năng lượng của kẹo bông đường chậm lại, lúc này kẹo bông đường cảm giác giống như là hút đầy nước, trở nên nặng trịch. Nhưng vào lúc này, một giọt nước ôn nhuận trong sáng từ trong kẹo bông đường chậm rãi nhỏ ra. Tong tong, giống như giọt nước từ giữa vách núi giỏ trên tảng đá. Thân thể đường thiên đột nhiên chấn động, cái giọt này vừa thoát ly kẹo bông đường liền hóa thành một lũ vũ khí, tán nhập các ngóc ngách trên toàn thân đường thiên. Đường thiên cảm giác thân thể của mình tựa như ruộng khô được mưa thấm nhuần, cảm giác sung sướng càng thêm cường liệt hơn trước trải rộng toàn thân. Đường thiên cảm giác thân thể mình tựa hồ mềm mại hơn rất nhiều, hắn biết rõ cái này là ảo giác, thân thể hắn đã gần như hoàn mỹ, không có bất cứ ám thương gì. Cái này là hồn phách của hắn đang được nuôi dưỡng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một cái hư ảnh nhàn nhạt, nhạt hiện ra bên trong cơ thể hắn. Một giọt nước rỏ ra từ kẹo bông đường, hóa thành vũ khí, tán nhập trong toàn thân cái hư ảnh kia. Lúc này hắn mới phát hiện, trên hư ảnh có rất nhiều chỗ ảm đạm, hắn minh bạch đó là vết thương. Tròm song nam nhất thể song hồn, hơn nữa song hồn liên thông lẫn nhau, một khi thoát ly, vậy thế tất sẽ thụ thương. Hồn phách một khi thụ thương, muốn trị hết phi thường chắc trở, chắc trở hơn nhiều so với trị hết thương tổn của hồn tướng. Hồn tướng dù sao không có thân thể nên giảm thiểu rất nhiều cố kỵ. Nhưng mà hồn phách của người sống và thân thể là trọn vẹn một khối, hai cái căn bản vô pháp bóc tách. Vô luận là tại thiên lộ hay là tại thánh vực, liên quan đến hồn phách đều là lĩnh vực mù mờ, ai cũng không dám nói mình thật thấy rõ bí mật của hồn phách. Đường thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồn phách của mình. Cảm giác hồn phách được tẩm dưỡng, và cảm giác sung sướng vừa rồi là hoàn toàn bất đồng chỉ là cảm giác thân thể của mình trở nên tự nhiên hơn cảm giác như thủy tinh dính đầy bụi đang từng chút được lau đi cảm giác tâm thần thông minh giống như một cái gian nhà âm u được mở cửa sổ ánh nắng chiếu vào vật trong phòng dần dần trở nên rõ ràng rất nhiều điểm trước đây tối nghĩa không rõ lúc này lại tự nhiên như thế tựa như nước chảy thành sông trở nên rộng mở thông suốt thân hồn nhất thể trong lòng đường thiên hiện lên một tia minh ngộ trong bất chi bất giác hồn phách của hắn đã được bổ túc viên mãn tâm niệm đường thiên mới động kẹo bông đường liền đình chỉ hấp thu năng lượng hư hóa lần này đường thiên thu hoạch rất lớn khiến hắn phi thường bất ngờ chủ ý của hắn chỉ là trợ giúp đám người a tín tiểu nhiên không ngờ được cuối cùng được lợi ích lớn nhất là chính hắn rất nhiều điểm trước đây không rõ hiện tại triệt để minh ngộ năng lượng hư hóa trên thực tế chính là thành phần cấu thành hồn phách cái này là một loại lực lượng có hình thái đặc thù sau khi hắn tu bổ xong hồn phách của mình cũng không giống như tiểu nhiên A tín tiếp tục hấp thu hư hóa năng lượng. Đám tiểu nhiên hấp thu hư hóa năng lượng càng nhiều càng tốt, bởi vì bọn họ không có hạn chế từ nhục thân. Mà đường thiên lại không thế được, hồn phách của hắn và nhục thân trọn vẹn một khối, nếu như hồn phách quá lớn mạnh, thế tất sẽ đánh vỡ cân đối giữa hai cái. Một khi hồn phách và nhục thân không hài hòa, vấn đề sẽ trở nên phiền phức. Hơn nữa, hồn phách của mình vô pháp gia tăng tại lượng, thế nhưng có thể tăng lên tại chất, đây mới là tu luyện chi đạo của con người. Thứ phổ thông đối với hồn phách cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, ngay cả kiếm qua tôi rèn hồn pháp năm trước, nếu như là kiếm mang phổ thông hiện tại cũng không có tác dụng gì đối với Đường Thiên. Mà kiếm mang do hư hóa năng lượng biến thành lại có thể đem đến tác dụng này. Cái này là nơi rèn hồn tốt nhất của Đường Thiên, không có địa phương nào tốt hơn so với nơi đây. Vô số năng lượng hư hóa, biết tìm từ nơi nào. Cho dù là lúc rèn luyện hồn phách bị thương, cũng có thể lập tức chữa trị, cứ như vậy, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đường Thiên không chút nào do dự mà bắt đầu rèn luyện hồn phách vừa mới chữa trị viên mãn của mình, tuy rằng cần phải lần nữa kinh lịch đau đớn vừa rồi, nhưng mà tiền lời lấy được điểm đau đớn ấy có tính là cái gì? Hơn nữa Đường Thiên quyết tâm lần nữa luyện chế kẹo bông đường của mình, nga, là đánh tan tình trạng lưu ly tâm tình. Nơi đây hư hóa năng lượng vô cùng vô tận, hắn có thể nếm thử nhiều thứ bất đồng, còn có nơi nào để thực nghiệm tốt hơn nơi này? Đột nhiên Đường thiên với ý chí chiến đấu tràn đầy cũng cảm thấy bên trong kiếm qua lốc xoáy quả thực là thiên đường. Cảm tạ đại trưởng lão, ách, dường như không hay lắm, quá thảm rồi. Tuy rằng không phải con dân của mình, nhưng mà cũng là mạng người A. Như vậy, ta chỉ có thể vật tận sử dụng, báo thù cho các ngươi. Giết chết đại trưởng lão, chương 937, gia Á bị bắt. Những mê hoặc tại Thánh Châu vẫn còn trong mây mù, chưa tiêu tán, rất nhiều người vẫn thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi bụi bặm rơi hết. Ở Thương Châu xa xôi, câu thành văn đao là như thế, gia Á đóng tại vĩ giã Quan Châu cũng là như thế. Gia Á thậm chí cảm tạ đại quân giã nhân tiếp cận, nếu như không có bọn họ, hắn cũng khó mà thoát ly đống thị phi thánh châu kia. Làm tòng long chi thần cố nhiên phong quang vô hạn, nhưng mà nếu như chọn sai đội, đó chính là vạn kiếp bất phục. Phong hiểm rất lớn, vượt quá tưởng tượng. Phong hiểm là vấn đề thứ nhất, hắn không cần phải tham dự phong hiểm như vậy để gia tăng công tích cho mình hắn không nguyện ý động thủ với người quen ngày trước, vô luận trận doanh nào giữa song phương mà không có mấy lần sơ giao chứ. Nhìn khuôn mặt quân thuộc ngã vào trong vũng máu dưới chân mình, chàng diện như vậy hắn cảm thấy mình khó mà đối diện. Bên ngoài dã nhân đại quân vẫn đang kêu gào, mọi người đã biết nhau từ lâu. Ngay cả binh sĩ nơi đây cũng từ kinh hoàng ban đầu, sau lại tập mãi thành quen. Dã nhân đại quân cũng thử tiến hành mấy lần tiến công, còn tìm bộ lạc ở phụ cận làm hướng đạo, nhưng vẫn tan tác mà về. Gia Á không thể không bội phục, Mục Chi Hà chế tạo vĩ giã quan châu như thùng sắt. Cơ hồ bất cứ một cái chi tiết gì Mục Chi Hà đều đã cân nhắc, công phu mài rũa mấy thập niên khiến người ta tán thán. Trong rất nhiều tướng lĩnh, Gia Á bội phục nhất chính là Mục Chi Hà. Những người khác mỗi người có điểm ưu tú, sức chiến đấu cao thấp khó phân, nhưng mà không ai thuần túy như Mục Chi Hà. Mục Chi Hà tựa như những tướng lĩnh lạc hậu trong lịch sử, là quân nhân thuần túy. Hắn chưa bao giờ tham gia bất cứ vụ tranh đấu nào, mấy thập niên như một ngày đóng tại biên quan, hành vi hắn đơn giản, thương lính như con mình cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ. vô luận từ góc độ nào, hắn đều là quân nhân điển hình. thực không biết mục chi hà hiện tại thế nào rồi, gia á có chút lo lắng. hắn là biết rõ chuyện mục chi hà dẫn bộ thuộc lẻn vào dã nhân châu, với tính cách bảo thủ, gia á cảm thấy có chút mạo hiểm. nhưng mà hắn vẫn tín nhiệm phán đoán của mục chi hà, mục chi hà quả quyết cương nghị trầm ổn đại khí, có được cái nhìn đại cục xuất sắc nhất trong năm người bọn họ. Hơn nữa lão tại vĩ giã quan châu lăn lộn vài thập niên, hiểu biết tình huống giã nhân châu hơn bọn hắn. Mục chi hà nếu đã phán đoán và quyết định như vậy thì nhất định là có lý do, nhất định nắm chắc. Sự quan ái của mục chi hà đối với binh sĩ là chưa bao giờ cần hoài nghi, lão tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không chắc chắn để hy sinh binh sĩ. Trong khoảng thời gian ra á đóng quân tại vĩ giã quan châu, hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ được dấu ấn mục chi hà lưu lại nơi đây không chỗ nào không có chỉ cần đề cập đến mục chi hà đại nhân mỗi binh sĩ lưu thủ đều tôn kính phát ra từ nội tâm bất cứ ngôn luận gì hơi có bất kính với mục chi hà đều sẽ bị bọn họ kịch liệt phản ứng gặp tình huống này bọn họ thường thường đập đối phương một trận no đòn đồng thời sau đó tự giác đi tới chỗ quân kỳ chấp nhận nghiêm phạt không trốn chạy trách nhiệm quân kỳ lớn hơn tất cả đã trở thành bản năng của bọn họ có thể thấy Mục Chi Hà đối với bọn họ có ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Mỗi lần nhìn thấy những binh sĩ này, ra Á đều có chút bội phục. Binh đoàn do Mục Chi Hà tốn hao 40 năm chế tạo, làm hắn há miệng ngạc nhiên. Khí chất những binh sĩ này, hắn chưa từng trông thấy tại binh đoàn khác. Dù cho Mục Chi Hà không có mặt, bọn họ vẫn kiên trì huấn luyện, không có bất cứ khác biệt gì. Bọn họ có thể chịu đựng tính mịch, chưa từng có việc tầm hoa vấn liễu. Bọn họ kỷ luật xâm nghiêm, cảm giác vinh dự cường liệt, đoàn kết nhất trí. Binh sĩ như vậy không có tướng lĩnh nào không thích, Ra dạ à có chút xấu hổ, tính tình hắn lãnh đạm, nói trắng ra chính là lười. Hắn không làm được như mục chi hà vậy, đem toàn bộ tinh lực và tâm tư đặt ở trên người những binh sĩ này. Điểm này, mình kém mục chi hà rất nhiều, ai, quang minh châu bỗng nhiên trở nên lắc lư trong gió, cũng không biết nếu mục chi hà tại đây có tốt hơn chút nào hay không. Nhưng mà lập tức hắn lại bắt đầu cười mình ngây thơ, dù cho có mục chi hà tại đây lại có thể có hữu dụng gì chứ. Vô luận thánh điện cũng vậy, liên minh hào môn cũng vậy, võ tướng ở trong lòng bọn họ rốt cuộc chỉ là một cây đao mà thôi. Một lão tướng biên quan có thể có ảnh hưởng gì với thế cục? Đại trưởng lão sẽ nghe lão ư, hay là hào môn sẽ nghe lão? Sau lần phong ban này, mình cũng thoái ẩn được rồi, không có vấn vương gì. Gia Á cảm thấy có chút mất hứng, nhấc chung rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn không thèm rượu, chỉ nhâm nhi một chút trước lúc ngủ, tính là trợ giúp giấc ngủ mà thôi gần đây tâm tình phiền muộn hắn uống nhiều hơn trước đây một ít chuyện phòng ngự không cần hắn phải lo lắng tại một vài vị trí trọng yếu đều có binh sĩ lưu thủ đóng giữ cái này là sự kiên trì của bọn họ bởi vì bọn họ không nhận được mục chi hà hạ đạt mệnh lệnh thay quân gia á khuyên mấy lần không xong bèn không tiếp tục kiên trì những binh sĩ của binh đoàn mục chi hà giỏi phòng ngự tính cảnh giác cao lại rất có trách nhiệm mấy lần giã nhân bộ lạc tiến công đều là bọn họ phát hiện ra trước Bọn họ đã quen với gió tuyết giá lạnh nơi đây, mà binh sĩ dưới trướng mình giống như hắn đã không chỉ một lần oán giận hoàn cảnh nơi đây quá ác liệt. Binh sĩ của người khác càng đáng tin cậy hơn binh sĩ của mình, điều này làm cho trong lòng gia á khó chịu một đoạn thời gian, đương nhiên, những khó chịu này chỉ là đối với chính hắn. Gia á không kiên chỉ có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn cho rằng mình sẽ không nán tại vĩ giã quan châu quá lâu. Mục chi hà lúc nào cũng có khả năng trở về, mình chỉ là lâm thời kéo tới ổn định cục diện, không cần phải vì việc này mà phát sinh xung đột với binh đoàn Mục Chi Hà. Dần dần, giả dạ Á có chút say xưa, hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, bộ dáng bọn họ phấn chấn hăng hái. Lúc đó, Quang Minh Châu là đoàn kết biết bao nhiêu, trong đầu mỗi người đều suy nghĩ mở mang bờ cõi, thống nhất thánh vực. Thời gian đó tốt đẹp biết bao nhiêu a à. bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm tranh đấu, còn có cả thuộc hạ của mình gầm lên. Giả dạ nhân đêm tập, hắn lập tức tỉnh khỏi cảm giác say, quắc mắt đứng dậy, không đợi hắn kịp có bất cứ động tác gì một nhóm người xa lạ mạnh mẽ xông vào sắc mặt gia á đại biến địch nhân làm thế nào tìm được ngay cả nơi mình ngủ phản ứng đầu tiên của hắn là bên trong có nội gian thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng mấy người cầm đầu con người đột nhiên co rụt lại một đoàn người vây quanh lấy hắn đao cầm trên tay gia á rất tỉnh táo hắn nhìn người cầm đầu thản nhiên nói minh hải ta không ngờ là các ngươi mục chi hà đã đầu hàng giã nhân mấy người cầm đầu hắn đều biết Bọn họ là tướng đắc lực của Mục Chi Hà, nhiều binh tướng của Mục Chi Hà đồng thời xuất hiện như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là Mục Chi Hà đầu hàng địch nhân. Cái ý nghĩ này vừa nảy ra hắn cảm thấy sai lầm, Mục Chi Hà đầu hàng địch nhân. Điều này sao có thể xảy ra, nếu như không phải mấy người Minh Hải dẫn một đám người vây quanh hắn, chỉ với cái ý nghĩ này hắn cảm thấy đã khinh nhường Mục Chi Hà. Đầu hàng, đại nhân đầu hàng, Minh Hải cười thảm, đại nhân chết rồi, nhìn nụ cười thảm trên mặt Minh Hải, không biết vì sao ra á sinh ra cảm giác sờn tóc gáy. hắn biết rõ những minh sĩ này của mục chi hà thần kinh cứng cỏi cường đại đến mức nào, hắn không bao giờ nghĩ là sẽ nhìn thấy nụ cười thảm như vậy ở trên mặt bọn họ. hắn vô thức bột miệng hỏi chết như thế nào. thánh điện hải chết, minh hải nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, nước mắt cứ thế chảy xuống. cự bộ của mục chi hà ở xung quanh gã cũng rơi lệ đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi. thánh điện hải chết, gia á trợn mắt há mồm, hắn nghĩ tới vô số đáp án cũng không ngờ sẽ là cái đáp án này, hắn miễn cưỡng cười hỏi, thánh điện làm thế nào hại chết mục chi hà. Cái này thật là không hợp lý, các ngươi không nên bị người khác hoa ngôn xảo ngữ lừa dối. Khi hắn nói những lời này, còn nhìn thoáng qua người xa lạ bên cạnh Minh Hải. Lão đường nhìn thấy ánh mắt của gia á, cười cười, cũng không nói lời nào. Minh Hải lắc đầu, không ai có thể gạt được chúng ta. Đại nhân chết ở trước mặt chúng ta, cái này là chính miệng đại nhân nói cho chúng ta. Chính miệng Mục Chi Hà đã nói. Chán ra á tự nhiên nhân lại, cái đáp án này lại lần nữa ngoài hắn dự liệu, rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Minh Hải đột nhiên hỏi, hiện tại tình huống Thánh Châu như thế nào? Đang nỗ lực suy tư ra á thuận miệng đáp, gần đây nhất Thánh Châu bị Thánh Viêm phong tỏa rồi, tình huống như thế nào ta cũng không biết. Hắn còn không kịp phản ứng lại đã nghe thấy mấy người Minh Hải thất thanh khóc giống, khóc không thành tiếng. Lúc trước trong lòng bọn họ còn còn trông một chút may mắn, điều đại nhân đã nói thực sự nghe quá giận cả người nhưng mà khi bọn họ nghe thấy già Á nói thánh châu bị thánh viêm phong tỏa thì như bị xét đánh một chút may mắn sau cùng triệt để bị đánh nát các ngươi sao vậy già à đứng lên nhìn đám người minh hải chảy nước mắt khóc giống lên không biết vì sao cảm giác bất an trong lòng hắn càng thêm cường liệt chết rồi chết hết rồi người nhà của chúng ta đều chết rồi minh hải khóc giống lên lời nói lộn xộn đại nhân bị thánh viêm đốt chết rồi người ở thánh châu chỉ cần tu luyện thánh viêm đều sẽ chết thánh điện cần thánh viêm từ bọn họ gia á đầu tiên là tỏ ra không tin nhưng mà đột nhiên hắn nhớ tới một vài lời khó hiểu mà mục chi hà đã từng nói với hắn còn có một ít đồn đại về thánh điện sắc mặt hắn soạt một cái trắng bệch thanh âm hắn mang rung động người nói mọi người thánh châu chỉ cần tu luyện thánh viêm minh hải lau nước mắt giọng căm hận nói không sai đại nhân nói thánh điện muốn chế tạo rất nhiều hồn tướng bọn họ cần có rất nhiều thánh viêm cho nên thánh điện mới luôn luôn quảng bá thánh viêm một khi gặp tình huống đặc thù thánh điện liền sẽ. Sắc mặt ra á càng ngày càng trắng, thân thể hắn không chịu khống chế mà rung động. Hắn trường kỳ ở tại Thánh Châu, tất cả người nhà của hắn đều tại Thánh Châu, nếu như điều Minh Hải đã nói là thật, con mắt hắn trở tối đen, suýt nữa té xỉu. Hắn thì thào tự nói, sẽ không, đại trưởng lão sẽ không phát rồ như vậy, hắn không dám, làm như vậy chẳng phải là tự tuyệt hy vọng. Người thông minh như đại trưởng lão sao làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nhất định không phải như vậy, thánh viêm nhất định là có nguyên nhân khác. Hắn như muốn thuyết phục chính mình, thanh âm hắn rung động càng ngày càng lợi hại, đến sau lại biến thành nghẹn ngào, tiếp đó tâm tình hắn hoàn toàn không khống chế được, cũng như mấy người minh hải chảy nước mắt khóc sống lên. Lão đường và lão đoàn đồng cảm mà nhìn đám người ra á và minh hải, khuôn mặt thổn thức, cũng không biết nên như thế nào an ủi bọn họ. Không biết vì sao, dù cho công chiếm vĩ giã quan châu thành công, nhìn một đám thiết huyết nam tử khóc giống, trong lòng hai người không có chút vui sướng thắng lợi nhân gian thảm kịch như vậy thực sự khiến lòng người sầu não. Nhưng mà vô luận như thế nào, một chướng ngại sau cùng để bọn họ đi tới Thánh Châu đã không còn rồi. chương 938, toàn diện tấn công, thu hút hoa, thu hút hoa, kẻ phản bội này, kẻ phản bội này. Thanh âm câu thành văn đao như bệnh tâm thần từ rất xa đã có thể nghe được, thời điểm này không có ai dám lên trước. Ba người khắc lý phu kinh hoàng, bọn họ không ngờ vào lúc này, thu hút hoa vậy mà lại ở sau lưng đâm bọn họ một đao, một đao này là chí mạng như thế bọn họ không có bất cứ lực hoàn thủ lại nghĩ đến lúc trước bọn họ cự tuyệt thu hút hoa lúc này trong lòng mỗi người tràn đầy cay đắng lẫn hối hận khi câu thành văn đao nhận được thu hút hoa thỉnh cầu nhập chú trong lòng phi thường do dự bèn gọi hết ba người bọn họ tới thương lượng sau khi bọn họ thảo luận mới ra quyết định đấu tranh quyền lực ở quang minh châu mỗi người bọn họ đều e sợ tránh không kịp thu ra thất thế cũng khiến bọn họ không có quá nhiều cố kỵ nói gì cũng bảo trì trầm mặc dù cho về sau có lôi ra bọn họ cũng có thể đưa một đống lý do bọn họ nghĩ tới vô số khả năng nhưng mà chưa từng nghĩ tới thu hút hoa sẽ đầu hàng nam minh thu gia là hào môn tại quang minh châu dù cho lần này thất bại cũng tuyệt đối không đến mức dẫn tới tình trạng thu hút hoa đầu hàng trong lịch sử quang minh châu chưa từng có hổ tướng đầu hàng thu hút hoa là vị thứ nhất nếu như tin tức này truyền ra chỉ sợ lập tức sẽ khiến sóng to gió lớn cái này là sự kiện ác liệt nhất phát sinh tại quang minh châu cho tới nay so với bất cứ một trận thất lợi nào lúc trước của bọn hắn đều nghiêm trọng hơn nhiều. Được rồi, hiện tại bọn họ đã không cần phải cân nhắc nó sẽ gây ra phong ba nghiêm trọng lớn cỡ nào, bọn họ cần phải lo lắng cho tình cảnh của mình, tình cảnh của bọn họ mới là chân chính không xong. Bởi bọn họ cử tuyệt binh đoàn thu hút hoa nhập chú Thương Châu, thu hút hoa bị ép đóng quân tại một tiểu châu trên tuyến tiếp viện. Thu hút hoa đầu hàng Nam Minh, đối với câu thành văn đao mà nói, có nghĩa tuyến tiếp viện, đường lui của bọn họ đã bị chặt đứt. Mà Thương Châu lại không hiểm đề thủ, bọn họ cũng không am hiểu phòng thủ, hiện tại, bọn họ chính là cá trong chậu. Chiến hạm của bọn họ tổn thất nghiêm trọng, cái này có nghĩa bọn họ cũng căn bản không có khả năng xông qua sự phong tỏa của thu hút hoa. Tuy rằng binh đoàn của bọn họ bảo tồn hoàn chỉnh hơn so với thu hút hoa, nhưng mà bây giờ thu hút hoa chiếm thế chủ động kẹp chặt đường lui của bọn họ. Trong tình huống khuyết thiếu chiến hạm hạ muốn phá tan thu hút hoa phong tỏa, là si tâm vọng tưởng. Lúc này mọi người đều cụt hứng, bầu không khí nặng nề một lát sau câu thành văn đao bình tĩnh trở lại cho gọi bọn họ đến mỗi người nhìn thấy bộ dáng câu thành văn đao đều thất kinh con mắt đại nhân phủ đầy tơ máu thần tình âm trầm đến mức có thể nổi trên mặt nước hiện tại nói đi còn có biện pháp gì mọi người trầm mặc câu thành văn đao đợi một hồi chẳng có ai mở miệng y không khỏi nôn nóng đề cao âm lượng một cái biện pháp cũng không có sao khác lợi phu đành phải đi ra hiện tại chúng ta chỉ có thể cố thủ đợi tiếp viện Lực lượng của chúng ta bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nếu như có thể kiên trì một đoạn thời gian, trợ giúp từ thánh điện hẳn là sẽ tới. Hẳn là sẽ tới, câu thành văn đao nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, đến cái rắm. Đám ngu xuẩn này đang đấu đến mức ngươi chết ta sống. Dù đấu xong rồi, bọn họ cũng bận rộn thu thập tàn cục, trợ giúp chúng ta. Ai mà nhớ tới chúng ta, tất cả mọi người lặng lẽ không lên tiếng, nhãn thân ảm đạm. bọn họ kỳ thực cũng biết, vào lúc này còn hy vọng xa vời được hậu phương trợ giúp, đó là hy vọng rất rất xa vời. Thủ cũng thủ không được, chạy cũng chạy không xong, là khốn cảnh hiện tại của bọn hắn. Còn mệt hơn nữa chính là tiếp tế tiếp viện, một đạo đại quân này của bọn họ bảo tồn rất hoàn chỉnh, cái này cũng có nghĩa bọn họ cần tiếp tế tiếp viện rất nhiều. Bây giờ tuyến tiếp viện bị chặt đứt, tiếp tế tiếp viện không được bổ sung, cho khi bọn hắn tiêu hao hết vật tư, đó chính là ngày bọn họ diệt phong. Thậm chí khắc Lý Phu cũng có thể đoán được, Nam Minh đối với bọn họ nhất định sẽ vây nhưng không đánh, mài chết bọn họ. Thế nhưng dù cho là biết rõ, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Chủ động xuất kích, hiện tại mọi người mới cảm thụ sâu sắc việc hạm đội phe mình bị đánh lén có ảnh hưởng sâu xa tới nhường nào. Quang Minh Châu lần này nguy hiểm rồi. Câu thành văn đao bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra những lời này, người khác không khỏi sướng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Một lát sau, mọi người mới phản ứng, sắc mặt soạt một cái tất cả đều thay đổi ý tứ của đại nhân là mục tiêu của Nam Minh là ở hậu phương. Trầm ổn như khắc lợi phu cũng lắp bắp, không lẽ còn có nơi nào nữa. Trong mắt câu thành văn đao hiện lên vẻ thống khổ, nhưng mà khóe miệng cười nhạt dị thường giọng mỉa mai, lẽ nào thời điểm này, Nam Minh còn đặt mục tiêu vào chúng ta. Ha ha, tỉnh tỉnh đi, chúng ta đã là con vịt luộc sôi. Tổng tiến công, bọn họ là tổng tiến công A, những đứa ngu xuẩn kia, cái vụ này tất cả mọi người đều chơi đùa hết rồi. Câu thành văn đao thì thào, có chút thất thần. Người khác cực kỳ hoảng sợ, thu hút hoa nhìn tạ vũ an ở trước mặt, có chút thất thần. Đây là lần đầu tiên gã trông thấy vị tướng quân thanh danh vụt lên này, nhưng mà gã không ngờ sẽ là tại trường hợp này. Thu tướng quân, tại hạ phụng mệnh tiếp nhận quý bộ đóng giữ nơi đây. Ngữ khí tạ vũ an rất khách khí bình tĩnh, không có vẻ vinh váo tự đắc của người thắng. Thu hút hoa có chút kinh ngạc, tướng lĩnh vừa mới nổi danh, thường thường trên người đều một luồng ngạo khí, nhưng mà tạ vũ an ở trước mắt, lại ôn nhuận nội liếm, trầm tĩnh như nước thu hút hoa âm thầm tán thưởng, gã phi thường phối hợp, không thành vấn đề, vậy nơi đây giao cho tướng quân. Nam Minh điều tả vũ an am hiểu phòng thủ đến nơi đây đóng giữ, là muốn triệt để khốn chết câu thành văn đao. Thu hút hoa biết rõ, câu thành văn đao hết rồi. Chuyện tiền tuyến quang minh châu tan tác, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Dù cho đã đầu phục Nam Minh, trong lòng thu hút hoa cũng khó tránh một trận buồn bã. Bọn họ đã từng cho rằng bọn họ là bất khả chiến bại, hiện thực nện cho bọn họ một côn vào đầu, lần này ngay cả bản địa quang minh châu cũng nguy hiểm rồi thu hút hoa nhạy cảm nhìn quy mô binh đoàn mà nam minh điều động suy đoán ra ý đồ trận chiến đấu này của nam minh tuyệt đối không phải chỉ là thương châu nam minh đã có chủ ý toàn diện tiến công thu hút hoa tự dưng nghĩ đến đường thiên còn ở bên trong quang minh châu nghĩ đến sự phối hợp vô cùng ăn ý giữa đường thiên và binh trong lòng gã không khỏi run lên đột nhiên trong lòng gã hiện lên một tia minh ngộ một trận chiến tranh sau cùng quyết định thắng bại giữa nam minh và quang minh châu đã đến đây là quyết chiến sau cùng mà nhân vật chính chàng quyết chiến này không phải nam minh binh đoàn được động viên quy mô chưa từng có mà là đường thiên giấu ở bên trong quang minh châu độc thủ phía sau màn giấu ở trong bóng tối cuối cùng đã tìm ra cơ hội trí mạng nhất hắn đã không dự định chờ đợi nữa quyết chiến sắp bắt đầu rồi đại trưởng lão nhìn tô phỉ ở trước mặt lộ ra vẻ thỏa mãn tô phỉ không giống trước giống như tân sinh áo giáp toàn thân nàng bao phủ một tầng thánh viêm vàng kim thánh viêm vô thanh bập bùng uy thế thiên thành Toàn thân nàng, chỉ có khuôn mặt không bị thánh viêm che phủ, nhưng đeo một cái mặt nạ ám kim che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ sậm. Con mắt đỏ sậm hờ hứng, nàng im hơi lặng tiếng đứng ở trước mặt đại trưởng lão, thánh viêm lay động giống như tóc dài. Thái dương hoa văn hẳn ở chán, hoa lệ cao quý. Khí tức tô phỉ hoàn toàn khác rồi, lột xác triệt để cải biến. Tô phỉ trước mặt, tựa như một cỗ máy giết chóc lãnh liệt, chỉ cần lão ta ra lệnh một tiếng, nàng sẽ tiêu diệt địch nhân,